chương 221, để tôi. Chị Dương, lạc ra là do tôi mời, tôi không thể để cậu ấy mất mặt được. Tô Lăng sở khó xử nói. Không cần, huyết hổ, dặn dò mọi người không ai được nương tay, rõ chưa? Lạc tú từ xa đi tới. Rõ à, huyết hổ làm động tác quân đội, sau đó chạy đi. Cậu thanh niên, cậu tự tin như vậy sao? Chị Dương nhướng mày, càng tỏ vẻ khinh thường lạc tú. Mà Tô Lăng sở cũng thở dài, ông ta đã giúp lạc tú rồi nhưng lạc tú lại không cảm kích chẳng phải đợi một lát sẽ biết ngay sao lạc tú ngạo nghễ nói đùa sao mấy ngày nay tên vệ tử thanh đã được anh huấn luyện nhập đạo rồi làm sao có thể thua được chứ thân thể thanh đế trường sinh hơn nữa còn kế thừa pháp môn tu hành thái hư cung nhất mạch tốt nhất trên tiên giới lại còn do anh hướng dẫn mà hôm nay để thua thì có quỷ rồi dù sao vẫn có sự khác biệt về bản chất giữa võ giả và người tu đạo Người trẻ tuổi, chỉ huấn luyện nửa tháng sẽ không đuổi kịp và vượt qua những người này, trừ phi anh cho họ uống thuốc tiên thôi. Audio điện tử võ tấn bền Nhưng Lạc Tú vẫn không hề để ý đến Vương Trác. Điều này khiến cho Vương Trác cảm thấy rất mất mặt, dù gì anh ta cũng là nhân vật có máu mặt, chưa từng bị người khác ngó lơ như thế. Hơn nữa lại còn là một người trẻ tuổi. Nhất thời Vương Trác cười gần trong lòng, nếu để thua, để xem anh sẽ nói thế nào đây. Tô Lăng Sở mở miệng định nói cái gì, nhưng Lạc Tú đã lên tiếng trước. Tôi hiểu rồi. Chi tiết nhỏ này của Tô Lăng Sở thực sự khiến cho Lạc Tú cảm thấy ông ta là một người tốt. Mà chị Dương kia lại cười khẩy, bà ta thật sự muốn xem Lạc Tú làm thế nào mà trong vòng nửa tháng có thể đào tạo ra một người đánh bại được huyết sát đây. Còn Thường Chí Quốc và Quan Tuyết Di đều ở bên cạnh cười khẩy, tôi xem hôm nay anh sẽ bẽ mặt như thế nào đây. Bắt đầu đi. Một câu bắt đầu vệ tử thanh ra sân huấn luyện nếu là nửa tháng trước nhất định anh ta sẽ không có tự tin để thách đấu đám người huyết sát dù gì anh ta cũng không có huyết thanh lại càng không có sức mạnh kia nhưng hiện tại vệ tử thanh đã có cảm giác nóng lòng muốn thử xem sao anh ta muốn xem mình đã đạt được bao nhiêu tiến bộ trong nửa tháng qua ác quỷ hãy lên đi giáo quan lạc đã nói rồi không được nương tay đây là mệnh lệnh huyết hổ mở miệng nói vâng đội trưởng, ác quỷ làm động tác chào của quân đội. Tử Thanh, xin lỗi, đội trưởng ra mệnh lệnh cho tôi, đành đắc tội vậy. Ác quỷ cười nói. Thật ra ác quỷ có thể được coi như là người cũ của huyết sát, ngay cả Tô Lăng sở cũng biết. Điều quan trọng nhất là có chiến công hiển hách, có sở trường về tốc độ, xuất quỷ nhập thần trên chiến trường giống như ma quỷ, vô cùng đáng sợ. Người đầu tiên đi lên là ác quỷ, tự nhiên đám người quan tuyết di cười tươi giói. Sở trường của ác quỷ là tốc độ, một khi đã ra tay sẽ là một kích chí mạng, từ trước đến nay đều là tốc chiến tốc thắng. Để ác quỷ lên sân khấu cũng chính là trận chiến này đã phân rõ thắng bại. Ác quỷ di chuyển, tốc độ thật giống như ma quỷ, chân sau dẫm lên mặt đất phát lực, trên mặt đất liền bị lõm vào ngay. Mặc dù vệ tử thanh hơi căng thẳng nhưng lúc nhìn ác quỷ chạy tới, anh ta kinh ngạc phát hiện sau khi làm theo phương pháp vận khí trong cơ thể mà lạc tú đã dạy cho thì dường như mọi thứ đều chậm hơn. Những người khác như đang đứng im, mà ác quỷ chạy đến, anh ta đều thấy rõ từng bước. Thật sự mọi thứ đều diễn ra rất chậm. Anh ta nhìn thấy bàn tay của ác quỷ giấu sau lưng kia là chuẩn bị cho anh ta một đòn chí mạng. Thậm chí anh ta còn có thời gian quay đầu lại để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của những người khác. Ví dụ khuôn mặt chế giễu của Quan Tuyết Di và giáo sư thường ở phía xa xa kia. Ví dụ như vẻ mặt phức tạp của Huyết Hổ, vẻ mặt lo lắng của Tô Lăng Sở nhưng điều khiến anh ta nổi ra gà là trong khoảng thời gian tĩnh lặng này anh ta nhìn thấy lạc tú nháy mắt với mình đột nhiên anh ta nghĩ chẳng lẽ trước giờ trong mắt của giáo quan lạc mọi người vẫn chậm như thế sao thậm chí tương đương với đứng im ư vậy giáo quan lạc đáng sợ đến thế nào chứ lúc này cuối cùng ác quỷ cũng đã đến trước mặt vệ tử thanh ngay lập tức vệ tử thanh nắm lấy tay tay của ác quỷ một chân đá vào dưới chân kia của ác quỷ trong mắt mọi người Tốc độ của ác quỷ nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ ràng. Chớp mắt đã đến trước mặt vệ tử thanh nhưng ngay sau đó ác quỷ lại bị đánh bay ra ngoài thật mạnh. ầm, uhm, ác quỷ ngã xuống đất. Trên gương mặt anh ta hiện rõ sự kinh ngạc và không thể tin được. Anh ta không nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mình lại bị ngã? Mà những người khác cũng sợ ngây người. Bởi vì ác quỷ chạy quá nhanh nên mới tự mình ngã sao? Chỉ có đôi mắt của huyết hổ là phát ra ánh sáng kỳ lạ xin lỗi có thể ban nãy tôi không chú ý nên mới bị ngã ác quỷ đứng dậy ác quỷ xuống đây huyết hổ trầm giọng nói sao vậy đội trưởng ban nãy tôi chỉ thế nào nếu đây là trên chiến trường thì cậu đã chết rồi huyết hổ giận dữ hét lên cậu hãy thử sờ vào cổ mình xem huyết hổ nói sau khi bị nhắc nhở thì mọi người mới nhận ra không biết từ lúc nào trên cổ ác quỷ đã hiện lên một vết bùn đó là do vừa rồi đã bị vệ tử thanh bôi lên nếu đó là một thanh đao thì quả thật ác quỷ đã chết rồi làm sao có thể chứ nhiều người lộ ra vẻ kỳ quái vừa rồi tốc độc của ác quỷ nhanh cỡ nào bọn họ đã nhìn thấy nhưng vệ tử thanh lại có thể bôi màu bùn lên cổ ác quỷ ư chuyện này là sao trương phỉ lên thử xem trương phỉ vừa lên chưa nói hai lời đã ra tay đánh ra một quyền thế mạnh lực trầm nhưng sau khi đấm cú đấm ấy, Trương Phỉ hơi hối hận, anh ta dùng sức quá mạnh, nếu đấm xuống e rằng có thể xuyên thủng tường xi măng. Nhưng muốn rút về cũng không thể nào. Mà vệ tử thanh vẫn còn ngây người đứng đó nghênh đón. Gây rồi, đó là những gì Trương Phỉ nghĩ. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên anh ta cảm thấy như thể mình bị một chiếc xe đụng phải và bay ra ngoài. Lần này thì rất rõ ràng. Sao có thể chứ, chẳng lẽ chỉ trong vòng nửa tháng anh đã đánh bại chúng tôi ư? Người của huyết sát sững sờ. Quan tuyết di và giáo sư thường cũng sững sờ. Sao có thể chứ? Để tôi, huyết hổ lên, anh ta là lực lượng chiến đấu tiên phong trong huyết sát nên quyết định tự mình ra tay. Huyết hổ và vệ tử thanh đã ra tay. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, trong nháy mắt vệ tử thanh và huyết hổ đã ở trong một trận chiến. Huyết hổ càng đánh càng sợ hãi, bởi vì anh ta kinh ngạc phát hiện Vệ Tử Thanh không hề yếu hơn anh ta về tốc độ, sức mạnh và phòng ngự. Thậm chí cuối cùng vẫn có cảm giác áp lực, nếu không nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì anh ta đã bị đánh bại từ lâu rồi. Không thể nào, Huyết Hổ gầm lên, Vệ Tử Thanh vừa mới gia nhập, tuy rằng anh ta cũng có nền tảng, nhưng cũng chỉ là nền tảng của lực lượng bộ đội đặc chủng bình thường. Huyết Hổ được mệnh danh là binh vương, hơn nữa đã được tiêm huyết thanh, sao lại hao tâm tốn sức như thế? ầm, um, cuối cùng huyết hổ cũng bị đánh bại. chương 222, anh không đủ tư cách mặc dù họ đã thua cuộc, nhưng quan tuyết di vẫn không phục. Cô ta là người luyện nội kinh nên không tin vệ tử thanh được lạc tú huấn luyện có thể đánh lại một võ giả nội kình như cô ta. Vệ tử thanh nhìn lạc tú, lạc tú gật đầu với anh ta. Âm um, bùm, hai người lại đánh nhau. Lần này vệ tử thanh không còn chiếm thế thượng phong, dù sao thì anh ta cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như quan tuyết di, hơn nữa cô ta còn được Lâm Hóa Long hướng dẫn nữa. Nhưng cả hai gần như ngang tài ngang sức. Điều này khiến quan tuyết di si tức giận như muốn nổ tung cả lồng ngực. Dù sao cô ta không thể thắng cũng có nghĩa là đã thua. Lạc Tú cũng ở một bên lắc đầu. Sau đó Lạc Tú bỗng lên tiếng. Tử Thanh, dùng hết sức đi. Dùng hết sức. Cả đám người sướng sờ, có ý gì? Chẳng lẽ về Tử Thanh chiến đấu với họ nửa ngày mà vẫn chưa dùng hết sức ư? Quan Tuyết Di nghe vậy cũng rất tức giận, đánh cả nửa ngày mà vẫn chưa dùng hết sức ư. Con mẹ nó, đùa với tôi à? Rõ, giáo quan lạc, vệ tử thanh trả lời. Sau đó lại nói với quan tuyết di một lần nữa. Đắc tội rồi. Vệ tử thanh lại di chuyển, sử dụng phương pháp cơ bản nhất của Thái Hư Tiên Cung nhất mạch, chóc vân thủ. Mặc dù hiện tại vệ tử thanh chưa thể sử dụng chóc vân thủ chân chính nhưng đối phó với võ giả như quan tuyết di thì chỉ cần như vậy là đủ rồi trong chớp mắt anh ta đã đến bên cạnh quan tuyết di, cô ta định tránh nhưng vệ tử thanh đã móc cổ cô ta bằng một độ cong như chiếc sừng linh dương. Vừa nghe tên chóc vân thủ đã biết rồi, nếu luyện thành thục thì thật sự có thể chóc mây, huống chi là người. Hiện trường lại yên tĩnh, quan tuyết di cũng thua rồi. Hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Điều này khiến cho đám người huyết sát hoàn toàn bị đả kích. Ngay cả khi gạt mọi thứ sang một bên và nói rằng trong thời gian này họ đã liều mạng luyện tập hàng ngày, còn vệ tử thanh đều ăn uống chơi bời mỗi ngày. Bây giờ thực lực của vệ tử thanh lại cao hơn bọn họ. Sao có thể công bằng được chứ? Nỗ lực và phần thưởng là hoàn toàn không tương xứng. Nhất là quan tuyết di, càng như vậy thì cô ta càng cảm thấy bất công. Mà đám người huyết sát còn lại vẫn còn ngơ ngác, cảm giác như đã bị đả kích quá nặng. Mà chị Dương và Vương Trác ở bên cạnh lại lắc đầu, Hiện tại bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ chắc chắn trong chuyện này có trò gian xảo gì đó, bọn họ sẽ không tin vệ tử thanh mới luyện được nửa tháng mà lại mạnh như thế. Nếu thật sự chỉ sau nửa tháng huấn luyện mà có thể đánh bại được huyết sát thì có lẽ các thế gia luyện võ và môn phái sẽ phát điên lên mất. Giáo sư thường, có phải cậu ta đã tiêm một loại huyết thanh mới nào đó không? Chị Dương hỏi, dù sao nếu tiêm vào một loại huyết thanh kiểu mới, nói không chừng sẽ khiến thực lực cao hơn bình thường nhưng giáo sư thường lại lắc đầu hiện giờ ông ta không có gì để nói đúng là lạc tú không hề đi tìm ông ta để lấy huyết thanh hơn nữa lúc trước nền tảng của vệ tử thanh cũng không vững chắc lắm mặc dù vấn đề này là phi khoa học nhưng ít nhất bây giờ thực sự thường trí quốc không có gì để nói còn quan tuyết di cũng đứng sang một bên với vẻ mặt u ám cô ta cũng không còn gì để nói mọi người cũng đừng nản trí là phương pháp huấn luyện của mọi người đã sai lầm thôi sau này ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ khiến mấy người được nâng cao thực lực. Lúc này Lạc Tú mới an ủi đám người huyết sát. Hừ, một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, có vẻ rất khinh thường. Giọng hừ này là do vương chắc phát ra. Thật nực cười, không chăm chỉ tập luyện mà lại muốn đi đường tắt để lừa gạt những người này. Anh nói cái gì, vệ tử thanh vừa nghe đã phản đối. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Anh không hề tiêm huyết thanh, mà nửa tháng trước lại không đánh thắng những người này theo tôi thì mấy người thông đồng với nhau diễn giống như thật để lừa những người ở đây thôi mới nửa tháng mà đã có tiến bộ như vậy ư ai có đầu óc đều biết là không thể vương chắc không kiêng nể gì mà nói thẳng dường như nơi này không có chỗ cho anh xen vào đúng không lạc tú cau mày được rồi chẳng phải anh nói phương pháp huấn luyện của anh có hiệu quả sao vậy có dám đấu với tôi một trận không vương chắc cười gằn lạc tú còn chưa lên tiếng mà vệ tử thanh đã nổi giận nói thật loại đàn em vô danh như anh vẫn chưa xứng để giáo quan lạc của chúng tôi ra tay đâu ồ đường đường là đại đệ tử của trưởng môn hình ý môn như tôi mà đến miệng anh lại biến thành đàn em vô danh ư vương chắc cũng tức giận cười ồ trưởng môn hình ý môn anh hãy đi hỏi sư phụ của anh đó là ông ta đến đây có dám ra tay với tôi không lạc tú cười khẩy nên đổi lại cách nói đi ngay cả tôi cũng chẳng coi anh ra gì, huống chi là sư phụ của tôi. Vương Trác cũng cười khẩy. Lạc Tú vừa nhìn thì biết đây là một tên ngốc nên không định tranh luận với anh ta. Mà Tô Lăng sở lại nhìn về phía chị Dương, nhưng chị Dương lại lắc đầu. Để người trẻ tuổi chịu thiệt thòi rồi, bị giáo huấn một phen cũng không có gì là không tốt. Chị Dương, tôi chỉ sợ chị sẽ hối hận thôi, Vương Trác này rất giỏi nhưng chỉ cứ để mà cậu ta không coi ai ra gì, nói năng ngông cuồng thì e rằng sẽ hủy hoại cậu ta tô lăng sở nhắc nhở lúc trước ông ta hơi lo lắng về phương pháp huấn luyện của lạc tú nhưng ông ta chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của lạc tú đừng nói là vương trác ngay cả trưởng môn của hình ý môn đến đây cũng không thể ra tay với lạc tú nhưng rõ ràng chị dương không nghĩ như vậy như vậy đi cũng đừng cãi nhau nữa vương trác đành để cậu chịu thiệt thòi rồi trước tiên hãy dạy dỗ tên nhóc này nếu cậu thắng thì sẽ đấu với giáo quan lạc chị dương nhìn về phía tô lăng sở mà tô lăng sở lại nhìn về phía lạc tú dù sao những người này đều là người của anh nên ông ta không thể vượt quá quyền hạn của mình tử thanh lên đi lạc tú gật đầu được vậy tôi sẽ dạy dỗ anh một hai chiêu vương trác làm ra vẻ già đời nói thực lực của anh ta mạnh hơn quan tuyết di rất nhiều dù gì cũng đã luyện hình ý quyền từ khi còn nhỏ hai người đã đánh nhau có một câu nói rằng thái cực 10 năm không xuất môn, hình ý một năm đánh chết người. Vương Trác ra tay rất tàn nhẫn, từng chiêu của anh ta có thể nói là vô cùng có lực xuyên thấu. Thậm chí tiết ra nội lực có thể để lại lỗ thủng trên mặt đất. Nhưng may mắn trong khoảng thời gian này vệ tử thanh đã chịu khó tu luyện pháp môn nên cũng có thể đánh qua đánh lại với đối phương. Chỉ sau một vài chiêu, Vương Trác đã không thể chịu đựng được nữa. chương 223, tôi đã đổi ý rồi tiếng hét vừa vang lên, vệ tử thanh đã cảm thấy sau lưng có một luồng gió mạnh thổi qua. Nhưng khi anh ta vừa định né tránh thì bỗng mọi thứ đều đột ngột dừng lại. Khi vệ tử thanh quay lại, anh ta ngạc nhiên phát hiện vương trác đang định đánh lén sau lưng mình. Nhưng cú đấm vẫn chưa tới nơi đã bị bàn tay của lạc tú chặn lại. Con mẹ nó, anh còn cần sĩ diện không hả? Huyết hổ sông lên quát. Anh đã thua rồi, người ta đã tha cho anh mà còn định đánh lén ư tôi không thua vừa rồi tôi chỉ bị anh ta đánh tôi vẫn chưa nói tôi thua cũng chưa nói trận đấu này đã kết thúc vương trác không phục nói vừa rồi anh ta đã thẹn quá hóa giận thật sự là anh ta muốn đánh lén dù sao trước đó đã to mồm khoác lác giờ lại thua nên rất mất mặt lạc tú hừ giọng cũng không có làm gì vương trác mà chỉ bình tĩnh nói với anh ta anh hãy tự chặt hai tay của mình đi muốn tôi tự chặt tay Vương chắc tức giận cười gần khi nghe câu này. Sau lưng anh ta không chỉ có chị Dương mà còn có sư phụ là trưởng môn của hình ý môn. Bây giờ Lạc Tú lại thực sự muốn anh ta tự chặt hai tay ư. Đúng là mơ mộng viển vông quá. Tôi khuyên anh hãy thực hiện ngay bây giờ trước khi tôi đổi ý. Lạc Tú cười gần. Tên nhóc này, anh quá ngông cuồng rồi đó. Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Vương chắc liên tục cười khẩy. Lại muốn lôi sư phụ của anh ra chứ gì? lạc tú lắc đầu được hãy lập tức gọi điện thoại cho sư phụ của anh xem ông ta nói thế nào đi lạc tú vẫn không ra ta ngay được chị dương cũng nghe thấy rồi đấy chuyện này không phải do tôi muốn làm ẩm ý đâu nếu gọi sư phụ tôi đến đây có thể chuyện này sẽ còn ẩm ý hơn nữa vương trác lấy điện thoại ra tô lăng sở định ngăn cản nhưng chị dương đã khoát tay quá kiêu ngạo nên dạy cho anh ta một bài học vương trác cậu muốn làm gì thì làm tôi và lão tô sẽ không nhúng tay vào. Chị Dương hét lên với vương trác. Điều này có nghĩa là cậu cứ yên tâm mà làm đi, không cần lo lắng tô lăng sở, đã có tôi chống lưng cho cậu. Ôi, tô lăng sở thở dài. Được. Chuyện hôm nay đã ổn ào đến mức này thì chắc chắn phải có người xui xẻo rồi, nếu không ai cũng đều bẽ mặt. Tô lăng sở cũng sẽ không nhúng tay vào. Dù gì lát nữa người khó xử sẽ là chị Dương chứ không phải là ông ta vương trác mở loa ngoài của điện thoại lên thật ra trưởng môn của hình ý môn cũng đang trên đường đến đây ai muốn chặt hai tay của đồ đệ tôi bên đầu kia điện thoại vừa nghe chuyện này đã vang lên một giọng nói tức giận của một ông già kêu cậu ta đợi đó tôi sẽ lập tức tới ngay rõ ràng ông già bên kia cũng rất tức giận ông ta đường đường là trưởng môn của hình ý môn chẳng lẽ không cần thể diện ư tự nhiên lại có người muốn chặt hai tay của đồ đệ ông ta sao mà vương trác cũng cười khẩy nói với lạc tú tên kia tôi rất muốn nhìn xem kết cục hôm nay của anh như thế nào được vậy tôi sẽ cho anh thêm vài phút để đợi sư phụ anh đến lạc tú thích thú nhìn vương trác ngay sau đó một chiếc xe hơi chạy tới rõ ràng là trưởng môn của hình ý môn còn đôi mắt của vương trác lộ ra vẻ diếu cợt như thể một vở kịch hay sắp bắt đầu chị dương cũng lộ rõ vẻ mỉa mai đó đường đường là trưởng môn hình ý môn một nhân vật nhất đại tông sư, chuyện hôm nay không dễ cho qua đâu. Chắc chắn sẽ dạy cho cậu thanh niên trẻ này một bài học sâu sắc. Ngược lại đám người huyết hổ hơi lo lắng. Ai, ai lại dám xuất khẩu cuồng ngôn muốn chặt hai tay của đồ đệ tôi thế? Còn chưa kịp xuống xe, trưởng môn của hình ý môn đã lớn tiếng quát mắng. Tôi, ông có ý kiến gì sao? Lạc Tú lạnh lùng nói. Trưởng môn của Hình Ý môn đẩy cửa xuống xe, đang định nói những lời khó nghe lại đột nhiên nhìn thấy Lạc Tú. Sau đó ông ta lại nghe thấy giọng nói của Lạc Tú, lập tức tái mặt, hai chân mềm nhũn té lăn xuống đất. Đương nhiên Vương Trác không biết chuyện gì đang xảy ra, định chạy lên đỡ sư phụ anh ta. Nhưng khi trưởng môn Hình Ý môn nhìn thấy Vương Trác đi tới, lập tức đẩy anh ta ra, sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy đến trước mặt Lạc Tú. Ông có ý kiến gì không? Lạc Tú lại hỏi. Vương Trác cũng không đoán ra được, còn tưởng rằng sư phụ của mình vô tình bị ngã nên bây giờ mới đứng dậy và định ra tay với Lạc Tú. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều sững sờ. "Không có, không có, không có." Trưởng môn hình ý môn vội vàng xua tay nói. "Ý kiến? Ông ta dám có ý kiến ư?" "Đùa à? Vừa rồi ông ta gần như sợ hết hồn, làm sao dám có ý kiến gì chứ?" "Không phải chứ sư phụ?" anh ta muốn hạt đứt hai tay của con đó. Vương chắc sững sờ, sau đó nhắc nhở, có phải sư phụ anh ta già rồi nên ngớ ngẩn chăng? Vậy sao mày không chặt đi, còn chờ cái gì nữa? Trưởng môn hình ý môn bất ngờ quay đầu lại mắng vương chắc. Đừng nói là tự chặt hai tay, cho dù lạc tú muốn vương chắc tự sát thì ông ta cũng không dám bất mãn. Hơn nữa nếu biết lạc tú ở đây, nếu biết vương chắc đã khiêu khích lạc tú thì ông ta cũng không dám đến đây hiện tại ông ta lại có cảm giác như đồ đệ đang hãm hại mình con mẹ nó chọc ai không chọc lại đi chọc lạc vô cực đúng là muốn chết mà cũng không biết đường chọn chỗ sư phụ sao người lại giúp tao giúp mày hà trưởng môn hình ý môn bước tới và tát vào mặt vương trác sau đó ông ta đá vào chân vương trác và đạp anh ta ngã xuống đất vương trác hoàn toàn choáng váng Trước đó anh ta còn đang nghĩ đến cảnh sau khi sư phụ đến sẽ xử lý Lạc Tú ra sao và mình sẽ cười nhạo Lạc Tú thế nào. Nhưng không ngờ rằng sư phụ của mình đến lại có kết quả như vậy, ông ta lại đi giúp Lạc Tú. Muốn sống sót thì mau ra tay nhanh lên. Sư phụ, anh ta. Hãy mở to mắt chó của mày ra mà nhìn cho kỹ đi, đây là Lạc tông sư, Lạc vô cực. Ngay khi những lời kia vừa dứt, sắc mặt của Vương Trác đã hoàn toàn thay đổi có thể đám người huyết sát hoặc những người khác không biết được nguyên nhân nên không mấy quan tâm. Nhưng anh ta đã biết qua điện thoại. Sư phụ của anh ta đã tự mình kể cho anh ta nghe quá trình chi tiết của trận chiến trên điện thoại. Phong Thiên Lôi như thế nào? Thái Cực Đại sư Trần Bá Kiêu như thế nào? Đến ngay cả sư phụ của anh ta cũng chính miệng thừa nhận chuyện mình bị người ta tát cho một bạt tai. Lạc tông sư Lạc vô cực, bây giờ sáu chữ này đã được lan truyền trong toàn bộ giới luyện võ và tu đạo ở Hoa Đông. Nếu không muốn mình chết thì đừng chọc đến người ta." Ngẫm lại câu nói kia của Lạc Tú, nếu sư phụ anh đến đây thì chưa chắc đã dám ra tay với tôi. Đây không phải là một lời nói kiêu ngạo mà đây là sự thật. Chương 224, tai hỏa cương thi, nể mặt ông. Lạc Tú cười. Ầm. Um. Đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ phát nổ từ trong người Lạc Tú, trong khoảng cách ba thước, mặt đất bất ngờ sụp đổ. Rồi một tiếng răng rắc vang lên trưởng môn hình ý môn bất ngờ quỳ xuống. Không phải ông ta muốn quỳ mà là luồng khí thức này của lạc tú quá mạnh, lúc này cảm giác như bị ngọn núi đè xuống không thể chịu nổi. Lập tức sắc mặt của trưởng môn hình ý môn trắng bệch, mồ hôi sau lưng đổ ròng ròng. Ngay cả đám người quan tuyết di cũng hoàn toàn khiếp sợ, thậm chí chị Dương kia cũng đứng bật dậy nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Đó chính là nhất đại tông sư đấy. Giờ lại quỳ gối trước mặt lạc tú, không hề có chút tôn nghiêm nào của một tông sư nữa. Lạc tú mạnh đến vậy ư? Quan tuyết di không khỏi tự hỏi liệu sư phụ lâm hóa long của cô ta có thể làm được điều này không? Nhưng ít nhất vào lúc này, cô ta không còn tâm lý khinh thường lạc tú nữa. Mà đã đặt lạc tú ngang hàng với sư phụ của cô ta. Chỉ có vệ tử thanh lắc đầu, trong mắt tỏ rõ vẻ sùng bái và hâm mộ cuồng nhiệt đối với lạc tú. Cái này là cái thá gì chứ? nếu họ nhìn thấy bản lĩnh thực sự của lạc tú e rằng mới có thể nhìn thấy thần vương chân chính đến từ trái đất tiên vương đến từ cửu thiên vốn dĩ ông ta cho rằng mình có thể không phải là đối thủ của lạc tú nhưng khoảng cách cũng không lớn như vậy mãi cho đến giờ phút này ông ta mới thực sự nhận ra khoảng cách giữa mình và lạc tú là khoảng cách mà cả đời này ông ta không thể vượt qua là lão hủ lỗ mãng rồi trưởng môn hình ý môn quỳ trên mặt đất chắp tay nói cũng không dám xin lạc tú nể mặt ông ta nữa chặt đi trưởng môn hình ý môn mở miệng nói còn vương chắc tự biết hôm nay bản thân đã gây ra đại họa rồi vận chuyển nội lực vương chắc kêu lên đầy đau đớn khi chặt đứt hai tay và một chân của mình cút lạc tú lạnh lùng nói lúc này trưởng môn hình ý môn như được đại xá dẫn theo vương chắc thảm hại rời đi nhớ kỹ lần sau đừng quay lưng lại với kẻ thù lạc tú vỗ vai vệ tử thanh Vệ tử thanh gật đầu nói vâng, hiện tại lời nói của Lạc Tú chính là thánh chỉ với anh ta. Trò hề này đã kết thúc. Đám người huyết hổ xuống lại vây quanh vệ tử thanh. Tử thanh, chúng tôi thật sự lỗ to rồi. Vốn dĩ có rất nhiều phương pháp thoải mái dễ chịu, thế mà trong khoảng thời gian này chúng tôi đã liều mạng huấn luyện như điên vậy. Trương Phỉ Oán giận nói. Sau này ai còn dám nghi ngờ giáo quan lạc thì hãy tự mình cút đi. Huyết hổ cũng mở miệng nói, hiện tại anh ta cũng rất hối hận cứ ngoan ngoãn nghe theo lời của lạc tú là tốt rồi ngược lại tô lăng sở lại cảm thấy lúng túng trong phòng làm việc tô lăng sở đang khẩn cầu chị dương bà xem trong chuyện này không ai muốn cả đúng chứ hơn nữa chuyện này vẫn cần đến sự giúp đỡ của bà tô lăng sở cười đầy đau khổ chuyến tuần tra này chỉ là tiện đường mà thôi mục đích thực sự của ông ta là đưa chị dương đi tìm lâm hóa long ra tay giúp đỡ nhưng chuyện vừa rồi đã đắc tội chị Dương nên bà ta không muốn đi nữa. Chị Dương và Lâm Hóa Long từng có giao tình, nghe nói Lâm Hóa Long đã từng nợ chị Dương một ân huệ nên Tô Lăng Sở mới nảy ra ý này. Lần này đã xảy ra vấn đề lớn ở Hoa Trung. Mặc dù Tô Lăng Sở được coi là một nhân vật cấp cao ở Yên Kinh nhưng lại chẳng có giao tình gì với Lâm Hóa Long. Hơn nữa, Lâm Hóa Long rất kiêu ngạo và không dễ giao tiếp. Nhưng chuyện lần này thực sự chỉ có thể nhờ Lâm Hóa Long giúp đỡ. Lão Tô, ông xem tên giáo quan lạc kia chẳng phải rất có năng lực sao? Hừm, chuyện này còn tìm Lâm Đại ca làm gì, cứ cho tên giáo quan lạc kia làm là được rồi. Chị Dương châm chọc nói. Chuyện vừa rồi đã khiến bà ta bẽ mặt, giờ phải gây khó dễ cho Tô Lăng sở chứ? Ôi, chị Dương, chuyện này chúng ta đã thỏa thuận trước rồi mà. Tô Lăng sở lại nhìn quan tuyết di. Mặc dù quan tuyết di là đồ đệ của Lâm Hóa Long nhưng cô ta cũng không dám đến mời ông ta ra tay. Hơn nữa, nơi đó ở Hoa Trung cũng không thuộc quyền quản lý của Lâm Hóa Long, mà ông ta cũng đang bận canh giữ biên cương, nếu chị Dương không ra mặt thì căn bản không thể mời người ta được. Những điều trên có nghĩa là Tô Lăng Sở có thể tự mình giải quyết vấn đề này. Nhưng vấn đề đó quá khó, Tô Lăng Sở hoàn toàn không thể giải quyết được. Đúng lúc này, Lạc Tú cũng tới đây giáo quan lạc cũng đến rồi, chuyện này ông cứ để giáo quan lạc làm đi. Chị Dương hừ giọng chuyện gì vậy, lạc tú vốn là một người thông minh, đương nhiên nhìn thấy tô lăng sở đang cầu xin chị Dương. Ôi, lạc ra, chuyện này, chuyện này, tô lăng sở muốn nói nhưng lại thôi. Tôi thấy ông rất chú ý đến giáo quan lạc mà, kêu cậu ta dẫn theo huyết sát đi làm đi. Chị Dương lại cười gần. Thật ra Lạc Tú cũng chẳng ưa gì chị Dương này, hơn nữa nói thế nào thì Tô Lăng Sở cũng coi như người một nhà, luôn suy nghĩ cho anh nên đương nhiên Lạc Tú cũng không muốn ông ta phải nhìn sắc mặt của người khác. Được rồi, Tô tướng quân, có chuyện gì cứ nói đi, tôi sẽ giúp ông làm. Lạc Tú bèn lên tiếng, dù sao trong trận đấu võ ban nãy Tô Lăng Sở đã luôn bảo vệ Lạc Tú, sợ anh sẽ mất mặt. Cho nên nhất định Lạc Tú cũng sẽ bảo vệ Tô Lăng Sở. Được, ông xem chẳng phải cậu ta đã lên tiếng rồi đó sao? rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lạc Tú nhíu mày. Ôi, bên thương Tây đã gặp chuyện không hay rồi, tất cả những người trong một ngôi làng đều trở thành cương thi. Cuối cùng Tô Lăng Sở cũng nói ra loại chuyện cơ mật này. Nghe nói bên kia là một con thi vương, toàn thân đầy máu. Trước chuyện còn con ấy à? Lạc Tú nhướng mày. Chuyện còn con? Ha ha, cậu thanh niên, giọng điệu của cậu cũng lớn quá rồi đó. Chị Dương hừ giọng cậu cũng biết ngay cả khi quân đao đã ra tay mà còn bị thương tích đầy mình đấy. Lạc Tú biết quân đao chính là nhóm đã giành được vị trí quán quân trong cuộc thi đấu võ trong đại quân khu. chương 225, chỉ có thể giúp cậu đến đây nhìn thấy nụ cười khinh thường của Lạc Tú, chị Dương cũng cười khẩy. Tôi thấy những người trẻ tuổi ngày nay đúng thật là, ôi! Mà Lạc Tú không thèm đếm xỉa gì đến chị Dương, chỉ nói với Tô Lăng Sở. Được rồi, lão tô, chuyện này không cần ông đi cầu xin người khác, cứ giao cho tôi. Đây cũng coi như một ân huệ và làm hết trách nhiệm của lạc tú với tô lăng sở, vừa vặn đưa huyết sát qua đó luyện tập một phen. Giáo quan lạc, tôi nói như vậy anh đừng tức giận, nhưng nếu ngay cả quân đao của sư phụ tôi cũng thất thủ thì chuyện này chỉ có thể mời sư phụ của tôi mà thôi. Quan tuyết di ở một bên nói, Lâm Hóa Long là sư phụ của cô ta nên cô ta cũng ít nhiều hiểu biết về quân đao trước đó huyết sát đấu võ với quân đao quả thực đối với quân đao dễ như trở bàn tay vốn dĩ không phải là đối thủ của người ta sự tương phản đã quá rõ ràng nhưng lạc tú lại lắc đầu quân đao thất bại là chuyện bình thường nếu chỉ dùng sức mạnh để áp chế con cương thi kia thì trừ phi đạt được cấp bậc giống như anh nếu không chỉ có thể mời mấy đạo gia ra, ra tay dù sao cương thi có liên quan đến tu đạo nhất mạch cần phải có một số thủ đoạn đặc biệt để khống chế chứ không phải là ra đòn cứng rắn. Tuy nhiên từ xưa đến nay cương thi rất hiếm, mà mấy môn phái đạo gia ở bên ngoài lại rất nghèo nàn, căn bản không phải là đối thủ của chúng. Lâm Hóa Long đi rồi có thể xử lý được con cương thi kia hay không thì Lạc Tú không biết, nhưng nếu Lạc Tú đi thì chắc chắn không có vấn đề gì. Con thi vương ấy vốn là do Lạc Tú đánh chạy đi, lúc ấy Lạc Tú không muốn mất công nên đã không bắt hoặc diệt trừ nó nếu thật sự muốn ra tay ngày đó con thi vương kia không thể chạy thoát được chuyện này đối với tôi đúng thật chỉ là chuyện nhỏ lạc tú khoát tay được đây là do cậu nói đó nha vậy không cần đến bà già này nữa lúc này chị dương cũng tức giận với lạc tú lạc tú đi xử lý con thi vương kia ư đó quả thực là một trò cười thực ra sau khi tô lăng sở tìm bà ta thì bà ta đã gọi điện thoại cho lâm hóa long lúc đó lâm hóa long đã nói rằng có thể không tìm ông ta thì hãy cố gắng đừng tìm không phải ông ta không muốn giúp mà là ông ta không dám chắc có thu phục được con thi vương kia không dù sao sau khi quân đao thất bại trở về chắc chắn sẽ báo cáo với lâm hóa long nên ông ta cũng biết được tình hình thế nào tin tức mà lâm hóa long nhận được là con thi vương kia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó bởi vì thi vương có liên quan đến tu đạo nhất mạch gì đó tuy rằng lâm hóa long đã thành thục cổ võ có thể nói rằng đạt tới đỉnh cao nhưng vẫn kiêng kỵ với tu đạo nhất mạch. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến lợi ích của một số người, nó hoàn toàn là một ao nước vẩn đục. Chị Dương, nhìn này. Tôi đã nói nếu giáo quan lạc đã mở miệng thì mấy người hãy về yên kinh đợi tin tốt của cậu ta đi. Chị Dương hừ giọng Đây là đang ép tô lăng sở. Tô lăng sở khó xử, ông ta đều không dám đắc tội với hai người này. Vì vậy lúc này tô lăng sở mới im lặng nhưng lạc tú lại cười nhạt rồi bắt đầu đuổi người đi một cách thẳng thừng mời hừ vậy mấy người cứ chờ xem tô lăng sở tôi hy vọng ông sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay lần sau muốn nhờ tôi giúp cái giá phải trả sẽ không nhỏ đâu chị dương tức tối bỏ đi bà ta chắc chắn rằng lạc tú dẫn theo người đi sẽ khiến chuyện này dối tung lên đến lúc đó phải mời bà ta ra mặt mời lâm hóa long chị dương đi rồi tô lăng sở nở một nụ cười gượng gạo nhưng ông ta cũng không trách lạc tú bởi vì ông ta cũng không ưa gì chị dương vì hình thức nên buộc phải cúi đầu mà thôi được rồi ông cũng đừng làm bộ mặt đưa đám đó nữa chuyện này tôi sẽ giúp ông sau đó ông lại giúp tôi một việc lạc tú nói anh sẽ không ngu ngốc sẽ không chủ động làm mấy chuyện phiền toái như vậy anh rất hài lòng với thông tin về chất lỏng bí ẩn trên núi côn lôn chuyện này phải tìm tô lăng sở mới lấy về được nhưng tô lăng sở lại nở nụ cười gượng gạo lạc ra không phải tôi không tin cậu nhưng cậu không biết con thi vương kia thôi năm đó sự việc cương thi bên phía xuyên đô không hề đơn giản đâu lúc ấy bộ đội đặc trùng cũng đã đi rõ ràng chỉ có mấy con cương thi sống dở chết dở lại còn mời ba vị tông sư và một vị thiên sư đạo gia nữa kết quả tất cả đều thất bại cuối cùng nếu không mời một vị nhất đại lạt ma ở tây tạng ra tay thì không biết còn ra thể thống gì nữa tô lăng sở cười gượng nói không phải ông ta không muốn tin Lạc Tú, nhưng lúc đó biến cố cương thi ở Xuyên Đô đã là một bài học kinh nghiệm, ba vị cao thủ đại tông sư, một vị thiên sư đạo gia đều bị thất bại ở đó. Lần này theo tin tình báo thì con thi vương kia còn lợi hại hơn cả thi vương ở Xuyên Đô. Ông cũng đừng lo lắng chuyện đó, Lạc Tú khoát tay không hề lo lắng. Mà quan tuyết gì vẫn ở bên và lắc đầu. Có lẽ bản lĩnh của Lạc Tú thực sự rất tốt, nhưng anh vẫn còn quá trẻ và anh vẫn có một vẻ kiêu ngạo khiến người ta khó chịu nói chuyện cũng quá khoác lác giọng điệu này giống như hiện đã thu phục được con cương thi kia rồi vậy lần này đi e rằng sẽ thất bại thảm hại đến lúc đó xem anh sẽ làm gì lạc tú đã nói như vậy tô lăng sở đành phải để cho lạc tú đi chuyện này rất cấp bách nên buổi chiều cùng ngày huyết sát liền xuất phát đúng lúc này điện thoại của lạc tú vang lên Lạc Tú thấy rằng đó là một số lạ, hơn nữa lại gọi đến từ tương Tây. Lạc Tú, tìm số điện thoại của cậu không dễ dàng gì, phải hỏi lòng vòng rất lâu mới tìm được đó. Giọng một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia. Cô là ai? Lạc Tú cau mày. Tôi ấy à, lớp trưởng cấp 3 nè, cậu đã quên tôi rồi à? Sau khi được nhắc nhở, Lạc Tú mới nhớ ra rằng cô gái này tên là Chu Y Tuệ, đúng là lớp trưởng thời cấp 3. Dù sao đó cũng là từ thời cấp 3, đã 4 năm rồi. Nhưng đối với Lạc Tú mà nói, tất cả đều là chuyện của kiếp trước, cho nên trí nhớ của anh khá mơ hồ. Tôi sắp kết hôn rồi, bây giờ tôi chính thức mời cậu đến uống rượu mừng." Chu Y Tuệ nói. Cô ta đã gọi từng người một trong nhóm bạn học, mấy ngày trước vừa nhìn thấy Lạc Tú được lôi vào nhóm vì vậy cô ta đã tìm số điện thoại để mời Lạc Tú. Nếu bình thường, Lạc Tú nhiều nhất sẽ gửi tiền mừng qua đó là được, nhưng lúc này vừa vặn anh cũng đến tương tây nên Lạc Tú đã gật đầu đồng ý. Dù sao cũng tiện đường thôi. Hơn nữa Lạc Tú nhớ lại hình như cô lớp trưởng này đối xử với anh không tệ lắm. Audio điện tử võ tấn bền chương 226 thu phí qua đường Ngay sau đó, điện thoại của Lạc Tú lại đổ chuông, xem ra lớp trưởng đã đưa số điện thoại của anh cho vô xa xa. Alo, có phải là Lạc Tú không? Một giọng nói ngọt ngào rung động lòng người vang lên từ đầu dây bên kia là tôi nhưng lạc tú không hề rung động trong tiên giới có rất nhiều người đẹp trong phàm trần cũng không có mấy ai có thể khiến lạc tú để mắt tới tôi đã đặt vé xong rồi cậu cứ đến thẳng nhà ga là được vu sa sa nói đáng lẽ ban đầu vé là của lý triều nhưng anh ta đã bị bà cô bao nuôi cấm nên không đi được lạc tú suy nghĩ quả thật không thể yêu cầu vu sa sa đi cùng huyết sát được dù sao huyết sát phải đi chấp hành nhiệm vụ vì vậy lạc tú đồng ý đi xe với vu xa xa đến tương tây còn huyết sát tự đi một mình khi lạc tú bắt xe đến nhà ga anh đã nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp ở đằng xa cô gái này rất cao khoảng một m bảy gần bằng lạc tú đôi chân thon dài mặc một đôi tất trắng và một chiếc váy ngắn màu hồng dáng người kiêu ngạo đã thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh thậm chí còn có người lén lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh khuôn mặt dưới cặp kính dâm kia thật hoàn hảo chiếc cầm đầy đặn khiến Lạc Tú nhìn thoáng qua là biết ngay rằng cô ta đã đến Hàn Quốc. Sau khi Lạc Tú xuống xe bèn bước tới. Chào, bạn học cũ đã lâu không gặp, Vu Sa Sa hào phóng đưa tay ra, Lạc Tú không từ chối mà đưa tay ra bắt lấy. Ngược lại, đôi mắt ẩn dưới kính dâm của Vu Sa Sa lại sáng lên. Bởi vì sau khi Lạc Tú xuống xe, cô ta cũng đang nhìn Lạc Tú để đánh giá. Mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng đã hơn 4 năm không gặp, ấn tượng của cô ta về lạc tú đã thay đổi rất nhiều tuy rằng vừa nhìn cũng hấp dẫn nhưng thật ra cũng không phải rất đẹp trai còn lâu mới có cảm giác khiến người ta sáng mắt ban đầu cô ta đã quyết định chỉ coi lạc tú như một người bạn học bình thường nhưng khi lạc tú đưa tay ra bắt tay cô ta thoáng nhìn thấy chiếc đồng hồ của lạc tú chiếc đồng hồ đó đã được vu xa xa nhìn thấy thường xuyên trên tay của một số ông chú giàu có giá không hề rẻ phải mấy vạn có một câu nói rằng lương năm mua xe lương tháng mua đồng hồ thì ra thực lực kinh tế của lạc tú rất tốt phải biết rằng không phải ai trong xã hội này cũng thuộc thế hệ thứ hai giàu có mấy cặp mắt thiếu thiện cảm và ghen tị xung quanh đổ dồn vào họ lạc tú tận dụng thời cơ để tìm cơ hội và rút tay ra mà không để lại bất kỳ dấu vết nào sau khi lên xe đương nhiên hai người ngồi chung một chỗ đây là xe buýt tốc hành nhưng nghe nói có đoạn đang làm đường cao tốc phải đi vòng một đoạn đường qua nơi hơi hẻo lánh ở tương tây. Mặc dù thời gian kéo dài hơn nhưng Vu Sa Sa rất vui vẻ, bởi vì cô ta cảm thấy thời gian càng dài thì mình càng có nhiều cơ hội ở chung với Lạc Tú, sẽ dễ dàng thu phục Lạc Tú hơn. Ngồi cạnh Lạc Tú, Vu Sa Sa rất thông minh, thay vì hỏi về quá khứ của Lạc Tú, cô ta lại hỏi về hiện tại. Mà hết lần này đến lần khác cũng đưa cho Lạc Tú mấy quả vải đã bóc, bầu không khí hiện rõ sự mơ hồ. Tuy nhiên Lạc Tú cũng rất lạnh nhạt, anh không hùa theo Vu Sa Sa mà chỉ coi cô ta như một người bạn cùng lớp bình thường. Vu Sa Sa không nổi giận, ngược lại cô ta cảm thấy rằng Lạc Tú như vậy mới giống một người thành công thực sự. Chiếc xe chạy rất nhanh, nhưng khi đến địa phận của Tương Tây thì trời đã gần tối. Hơn nữa lúc này không thể đi đường cao tốc, để đến địa điểm sớm hơn, tài xế đã chọn một con đường hẻo lánh để đi đường tắt. Lúc này, hầu hết những người trên xe đều buồn ngủ, Phu Sa Sa cũng không ngoại lệ, cô ta cố ý muốn dựa vào vai của Lạc Tú, nhưng Lạc Tú chưa bao giờ cho cô ta cơ hội này. Đi được một đoạn, chiếc xe buýt đột ngột dừng lại. Tài xế tái mặt vì con đường đã bị người ta chặn lại. Hơn nữa nơi đây được chọn lựa rất khéo léo, phía trước không có thôn làng, phía sau không có cửa hàng. Thực ra những người thường xuyên chạy đường dài đều biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là thu phí qua đường. Loại chuyện này vẫn xảy ra ở một vài địa phương, hơn nữa sau khi gặp phải chỉ có thể đưa, trừ phi muốn chúc lấy phiền phức. Nhẹ thì đập phá xe, đánh người. Nặng thì có thể xảy ra một thảm họa đẫm máu. Gọi cảnh sát ư? Khi cảnh sát đến, người ta đã chạy đi rồi, hoặc họ sẽ tìm một người lớn tuổi nằm dưới bánh xe khiến tài xế không thể nói được câu nào. Nói chung khi gặp sự cố như vậy, tài xế chỉ có thể coi mình xui xẻo, suy cho cùng khi ra ngoài, an toàn vẫn là trên hết. Người cầm đầu bên ngoài xe là một người đàn ông tóc vàng, anh ta cười tâu tuét khi nhìn thấy một chiếc xe buýt. Trước đây, chỉ chặn được một chiếc và lấy được tiền của một người, nhưng hôm nay chính là một chiếc xe chở đầy người. Hoàng Mao ra hiệu cho tài xế, tài xế xe buýt đành bất lực mở cửa ra. Lúc này, các hành khách cũng lần lượt tỉnh dậy, một số hành khách có kinh nghiệm đã cất giấu đồ đạc có giá trị đi. Sau khi Hoàng Mao lên xe, mục tiêu đầu tiên của anh ta là một người đàn ông vạm vỡ ở cửa. Người đàn ông cơ bắp đang mặc áo ba lỗ, những múi cơ to rắn chắc trông rất đáng sợ. "Phí qua đường." Bất thình lình người đàn ông lực lưỡng cau mày nói. "Phí qua đường gì chứ?" Hoàng Mao mỉm cười, anh ta rất có kinh nghiệm, lúc này tốt nhất đừng nói nhảm mà cứ thế ra tay đánh đòn phủ đầu, nếu không sẽ rất khó để đòi tiền mấy người phía sau. Vì vậy, Hoàng Mao đã tát vào mặt người đàn ông lực lưỡng một bạt tai. Mày dám đánh người, người đàn ông vạm vỡ định đứng dậy chống trả, mấy hành khách khác trên xe cũng muốn đứng dậy nói lý lẽ. Nhưng hai người phía sau Hoàng Mao đã vén áo lên lấy ra một thanh miêu đao lạnh lẽo, sau đó cười gần. Năm trăm, Hoàng Mao cũng lấy ra một thanh miêu đao, vẻ mặt tỏ rõ sự hung ác. chương 227, lão đại của tao có súng. Nhìn thấy Hoàng Mao đang nhìn mình, Vu Sa Sa sợ đến mức trốn trong lòng của Lạc Tú. Ôi, người đẹp nhìn cũng được đấy, tiếc là hôm nay chúng tôi không cướp sắc. Có điều bạn trai cô cũng được đó, có muốn suy nghĩ thêm không? Hoàng Mao vén tóc lên. Nhưng Vu Sa Sa nào dám trả lời, để nhanh chóng đánh đuổi đám côn đồ này, cô ta đã mở ví lấy ra một ngàn, định thay Lạc Tú trả tiền luôn. Dù sao giành được tình cảm của Lạc Tú cũng tốt, phải không? Nhưng đám Hoàng Mao không biết thức thời, nhìn lạc tú nói như vậy vẫn chưa đủ mấy người phải đưa mỗi người một nghìn người anh em này cũng không tệ đấy trông dáng ngon như vậy mà chắc chắn là người có tiền lời nói của hoàng mau khiến đám bạn đồng hành bật cười lớn còn vu sa sa đưa tiền ra rồi nói chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng vào đúng lúc này lạc tú bỗng đưa tay ra sau đó đẻ bàn tay đưa tiền của vu sa sa xuống ồ sao hả không muốn đưa tiền à Hoàng Mao cười cười. Tốt hơn hết mày không nên tự chuốc lấy phiền phức. Hoàng Mao nhìn Lạc Tú, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ khinh thường. Xem ra lại là một kẻ không biết thức thời khác, còn dám phản kháng. Cút, tôi chỉ nói một lần thôi. Lạc Tú lạnh lùng nói, đùa sao, ăn cướp được của anh thì đi đầu xuống đất đi, một. Mày nói gì? Có bản lĩnh nói lại lần nữa xem. Hoàng Mao lấy thanh miêu đao ra khua khoáng trước mặt Lạc Tú, còn vu xa xa lại lén kéo lạc tú để anh không cần phải kích động còn những người khác trên xe đều lắc đầu vẻ mặt như đang chờ xem náo nhiệt tự hỏi sao tên nhóc này lại không biết thức thời như thế chẳng lẽ không thấy người đàn ông vạm vỡ trước đó dũng mãnh đến mức nào không hề sợ hãi mà vẫn ngoan ngoãn đưa tiền đó à lúc này thân hình mảnh mai như anh mà còn dám phản kháng ư để người ta đánh anh đi lạc tú hay là bỏ đi Vu Sa Sa thấy Lạc Tú không động đậy, nên nói. Cô ta thực sự sợ rằng những người đó sẽ đâm chết Lạc Tú. Dù sao người ta đều có dao, cả xe cũng không ai dám nói gì, lúc này Lạc Tú hơi kích động. Nhóc con, tao đổi ý rồi, hôm nay cho dù thế nào thì mày cũng phải đưa năm ngàn. Hoàng Mao thấy Lạc Tú không nói gì, cho rằng anh đang sợ hãi nên tiếp tục lấy thanh đao khô tay múa chân. Nhưng sau đó Lạc Tú bèn nở nụ cười, một nụ cười gần. Hoàng Mao vừa thấy mắt hoa lên, thanh đao đã ở trong tay Lạc Tú. Không hề có dấu hiệu Lạc Tú sẽ lấy đao đâm thẳng vào đùi của Hoàng Mao mà cứ thế anh đâm xuyên đùi của anh ta luôn. Á, à, Hoàng Mao hét lên thảm thiết. Nhưng Hoàng Mao còn chưa kịp phản ứng đã bị Lạc Tú sách lên, sau đó mở cửa sổ ném anh ta ra ngoài. Lúc này Hoàng Mao lại hét lên thảm thiết. Sau đó, Lạc Tú bất ngờ đứng dậy và đi đến chỗ một trong những người bạn của Hoàng Mao, tát một phát răng đều rụng sạch sau đó anh xách người kia lên và ném đi những tên đồng bọn còn lại may mắn chạy nhanh đã chạy xuống xe lạc tú cũng không đuổi theo mấy người ngồi trong xe trợn tròn mắt ngồi về chỗ của mình trái tim của vu sa sa đập thình thịch vì sợ hãi nhưng cô ta vô cùng phấn khích bởi vì vừa rồi cả chiếc xe đều không dám phản kháng đặc biệt là người đàn ông vạm vỡ nhìn rất cường tráng kia cũng còn tỏ vẻ sợ hãi thế mà lạc tú đã dám chống lại Điều này tự nhiên khiến Lạc Tú trông không giống người thường. Cô gái của cặp đôi trẻ nhìn Lạc Tú, sau đó nhìn bạn trai của mình rồi lắc đầu. Anh xem bạn trai của người ta kìa, tự nhìn lại mình đi, thật chẳng ra gì." Cô gái của trách. Người nọ bất mãn liếc nhìn Lạc Tú, trong lòng thầm rủa, mọi người đều đã đưa tiền hết rồi, mắc mớ gì anh lại làm anh hùng chứ? Hơn nữa lúc này tài xế cũng mở lời. "Nhóc à, cậu cẩn thận chút, đây là địa bàn của người ta." Lạc Tú không quan tâm mà lạnh lùng nói, "Lái xe." Thấy Lạc Tú giữ dằn như thế, tài xế không nói nhiều mà chỉ nhấn ga lái xe đi, nhưng cũng không dằn lòng được mà cười khẩy. Ở bên ngoài xe truyền đến tiếng chửi rủa tức giận của Hoàng Mao. "Mày chờ đó, mày chết chắc rồi." Hoàng Mao ôm chặt lấy bắp đùi của anh ta rồi hét lên với Lạc Tú. "Đây là địa bàn của anh ta, cách thành phố Thanh Thủy không xa, lão đại của thành phố Thanh Thủy chính là chỗ dựa của anh ta." nếu không bọn họ cũng sẽ không dám thu phí qua đường một cách trắng trợn như thế quả nhiên chẳng bao lâu sau đám người của hoàng mao đã lái xe đến phía sau chiếc xe buýt anh bạn trẻ hay là cậu xuống xe đi người tài xế nói mà lúc này những người khác cũng lên tiếng đúng vậy hay là anh xuống xe đi anh xem bọn họ vẫn đi theo chúng ta kìa chúng tôi không muốn bị anh liên lụy đâu rất nhiều người đều mở miệng nói đi chưa được bao xa đường đã bị chặn lại hiển nhiên băng nhóm của Hoàng Mao không chỉ có vài người. Lúc này tài xế đàn phải cho xe dừng lại. Chàng trai trẻ, tự cậu chuốc lấy phiền phức, đừng liên lụy đến chúng tôi. Lại có người khác nói. Lạc Tú lắc đầu, vậy thì xuống xe. Dù sao xe của huyết sát cũng ở phía sau, lát nữa sẽ tới thôi. Lạc Tú xuống xe, mà những người trong xe lại có vẻ sung sướng khi người khác gặp họa. Còn đám người của Hoàng Mao cũng một trước một sau chặn Lạc Tú lại. Phu Sa Sa đang do dự, nhưng tài xế xe buýt hóa ra là một tên nhát cái, cửa xe còn chưa kịp đóng lại đã vứt lạc tú ở đó rồi nhấn ga chạy thẳng. Cậu ta chết chắc rồi, chọc vào người của vùng này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tài xế hả hê nói, tuổi còn trẻ mà không nghĩ thông suốt gì cả. Mà người bạn trai kia nói với cô gái, thấy chưa, đây là hậu quả của việc gây chuyện. Bên kia, khi lạc tú vừa xuống xe, năm sáu tên nữa đã vây quanh lạc tú. Tao báo cho mày biết, mày chết chắc rồi." Hoàng Mao hung tợn nói. Nhưng Hoàng Mao cũng là người có đầu óc, anh ta cũng không kêu người ra tay. Vừa rồi bọn họ cũng đã biết được bản lĩnh của Lạc Tú, cho dù có gần 10 người cũng không dám dễ dàng ra tay được. Nhân lúc lão đại còn chưa tới, tốt nhất mày hãy quỳ xuống để tao chém vài nhát, nếu không khi lão đại tới thì mày hãy chờ chết đi. Lão đại của anh ta là người có lai lịch, là một nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Thanh Thủy có mấy ngàn tên đàn em dưới trướng, mấy ngàn quán ăn đêm và quán karaoke ở thành phố Thanh Thủy đều là do người đó quản lý. Thậm chí còn ăn cả hai đầu, nghe nói ngay cả thị trường cũng phải nể mặt anh ta. Đó là một đại ca nổi tiếng ở thành phố Thanh Thủy. Quỳ xuống, cho anh chém vài nhát, lạc tú ôm tay cười nhạt. mươi 228, lão đại xui xẻo bị đánh. Vạn Hồng Uy nhìn thấy đối phương là một thanh niên thì không khỏi vui mừng, anh ta còn tưởng lần này Hoàng Mao đã gặp phải một nhân vật khó nhằn nào đó chứ. Cho nên anh ta mới đích thân đến đây một chuyến, ai ngờ chỉ là một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch. Địa bàn của anh, Lạc Tú cười. Địa bàn của tao, thành phố Thanh Thủy và con đường này là của tao. Vạn Hồng uy ngạo nghễ nói. Nghe nói mày chỉ cần hai đường quyền là đã hạ gục Hoàng Mao. Như vậy đi, tao sẽ không làm khó mày, mày xin lỗi Hoàng Mao rồi sau đó đi theo tao lăn lộn giang hồ vạn hồng uy thấy võ nghệ của lạc tú cao cường nên đương nhiên cũng nảy ra ý tưởng này lăn lộn giang hồ với anh anh đã tự đánh giá mình quá cao rồi đấy lạc tú cười trên mặt tỏ rõ vẻ diễu cợt tốt nhất mày đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nơi này trước không có thôn làng sau không có cửa hàng nếu tao ra tay thì không ai cứu được mày đâu hơn nữa mày cũng đừng ỉ mày biết võ bởi vì mày có đánh cũng vô dụng bọn tao có súng vạn hồng uy cười cười lấy ra một khẩu súng lục chỉ vào lạc tú hai người phía sau cũng lấy ra hai khẩu súng lục có súng lạc tú buồn cười lắc đầu nếu tính thời gian thì huyết sát cũng sắp tới rồi thế nào bây giờ xin lỗi sau đó đi với tao vạn hồng uy hừ giọng nếu không tao sẽ bắn chết mày nhắc nhở anh một câu tôi cũng có súng lạc tú cười nói mày cũng có súng hoàng mao cười đừng nói là mày mang theo súng đồ chơi nha lời chế nhạo của hoàng mau khiến những người khác cũng phải bật cười được đó vậy lấy súng của mày ra xem nào súng thực sự không phải là thứ dễ kiếm trong xã hội ngày nay là đại ca của thành phố thanh thủy trong tay vạn hồng uy còn không có tới mấy cái huống chi là những người bình thường khác còn hoàng mau thì nhìn lạc tú như một tên ngốc trong thời đại ngày nay người bình thường nào lại có một khẩu súng chứ tên nhóc này không phải là một kẻ ngốc sao. Còn bầy đặt nói mình cũng có súng. Đúng là tôi cũng có súng. Lạc Tú diếu cợt nhìn những người này. Đúng là cho mày thể diện mà mày không cần, mày cũng không hỏi xem Vạn Hồng Uy tao là ai à. Vạn Hồng Uy đe dọa nói. Một tay anh ta cầm súng đi về phía Lạc Tú. Trong khu vực này không ai dám khiêu khích bọn chúng, làm sao một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch lại dám thách thức chúng chứ sau này mặt mũi của vạn hồng uy còn biết để đâu. Súng đến rồi, lạc tú lại mỉa mai, bỗng nhiên cười gần. Quả nhiên ngay sau đó, đột nhiên có một nhóm người chạy tới với tốc độ rất nhanh, những người này đều có súng tiểu liên, phía sau còn có hai người mang theo hai khẩu gắt linh, hai người cuối cùng cũng vác đạn tên lửa trên vai. Nhóm người đột nhiên lao tới ngay lập tức đã khiến Vạn Hồng Uy choáng váng. Bởi vì những người này đều là bộ đội đặc trùng. Một họng súng đen ngòm chĩa vào họ, sau đó một chiếc xe bọc thép chạy tới, trên xe còn chuyên chở một khẩu đại bác. Giống như là một chiếc xe tăng. Lúc này đám người vạn hồng uy thực sự hoảng sợ. Chỉ cần không phải người ngốc cũng biết là họ đã chọc tới bộ đội, lại còn là bộ đội đặc trùng nữa. Súng. Con mẹ nó, dám đọ với súng của bộ đội à? Tên lửa vác vai, xe tăng bọc thép và đại bác. Mà bảo là súng ư. Huyết sát nhanh chóng chạy về phía trước và chào lạc tú theo nghi thức quân đội, sau đó đứng sang một bên. Mấy chục người của huyết sát được trang bị võ trang đầy đủ, đại bác của xe bọc thép nhắm thẳng vào vạn hồng uy. Các khẩu súng được lên đạn cạch cạch và chiếc gát linh được lên nòng sẵn. Chỉ cần lạc tú ra lệnh, đàm người vạn hồng uy sẽ nổ tan thành. Lúc này, sắc mặt vạn hồng uy trong phút chốc đã tái nhợt, mồ hôi lạnh toát ra. Lần này đúng là xui tận mạng rồi, tự nhiên lại đi cướp của bộ đội đặc trùng, lại còn lấy súng uy hiếp người ta nữa chứ không phải vừa rồi mày nói sẽ nổ súng sao? Lạc Tú mỉa mai nhìn Vạn Hồng Uy. Vạn Hồng Uy nói với một giọng run rẩy, hai chân mềm nhũn đến mức suýt nữa đã ngã lăn quay trên mặt đất. Lần này xong rồi, trời sập rồi, chọc tới đại họa rồi. Thưa ngài, xin, xin lỗi. Giờ phút này Vạn Hồng Uy hận không thể bóp chết Hoàng Mao. Mẹ nó, cướp của ai không cướp lại đi cướp bộ đội đặc trùng. Hỏi thử toàn bộ hoa hạ có ai dám ngông cuồng như vậy anh nói làm thế nào đây lạc tú cười nhạt vạn hồng uy cũng là một người tàn nhẫn dù gì cũng phải có một lời giải thích hợp lý với người ta vì thế đã cầm súng bước về phía hoàng mao vừa nhìn thấy hoàng mao đã sợ hãi hét lên bị dọa đến mức sắp vãi đái ra quần hiện tại anh ta đã sợ đến mức ruột gan tím bầm cho dù chọc tới lão đại của mấy nơi khác cũng chẳng sao nhưng chọc tới lão đại của bộ đội đặc trùng thì con mẹ nó chắc chắn là rơi đầu rồi anh uy em 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 bùm một tiếng súng vang lên giọng nói của hoàng mao đột ngột dừng lại vạn hồng uy đã bắn vào đầu của hoàng mao thưa ngài ngài có hài lòng với lời giải thích này không tay của vạn hồng uy đang run lên rõ ràng là rất sợ hãi hài lòng ư lạc tú cười nhạt sau đó anh vớ lấy một khẩu súng và bắn xuyên qua cánh tay phải của vạn hồng uy chỉ bằng một phát súng tốt xấu gì vạn hồng uy cũng là đại ca ở thành phố thanh thủy nhưng bây giờ anh ta bị bắn xuyên qua cánh tay phải nhưng lại không dám nói một lời độc địa nào. Ngược lại anh ta còn thấy rất vui vì Lạc Tú đã không nã súng vào đầu mình. Xe đẹp lắm, đúng lúc cần phải đổi xe. Lạc Tú đi về phía chiếc Bugatti. Nếu ngài thích thì tặng ngài ạ. À. Làm sao Vạn Hồng Uy dám nói gì chứ? Không cần, ngày mốt cầm theo lộ phí đến gặp tôi, đến lúc đó tôi sẽ trả xe cho anh. Lạc Tú đi lên chiếc Bugatti, mang theo lộ phí nhưng vạn hồng uy không dám không đưa, cũng không dám không đi. Xuân núi này vẫn chưa chờ mình, dù sao anh ta đã đắc tội với người mà cả đời này anh ta không thể chọc vào. À đúng rồi, sau này tôi còn nghe thấy có người thu lộ phí trên con đường này thì tự liệu hồn lấy. Lạc Tú bỗng mở cửa kính xe và nói. Vạn Hồng Uy sợ tới mức toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Sau đó, Lạc Tú lái chiếc Bugatti đi. Khi Lạc Tú đến thành phố Thanh Thủy, vu sa sa lập tức gọi điện đến lạc tú cậu không sao chứ tên tài xế vừa rồi rất đáng giận sống chết không chịu mở cửa cho tôi không sao lạc tú nói điều này lại khiến vu sa sa nhìn lạc tú bằng con mắt khác cậu đang ở đâu tôi tới tìm cậu vu sa sa nói lạc tú suy nghĩ rồi nói cho vu sa sa biết anh đang ở đâu ngay sau đó vu sa sa đã đến lạc tú đã đặt phòng xong rồi đương nhiên anh cũng đã giúp vu xa xa đặt phòng luôn rồi. Chương 229, thiếu niên tông sư nổi tiếng thật ra Lưu Văn Vĩ có ấn tượng với Lạc Tú. Tuy nhiên trong ấn tượng của anh ta thì gia cảnh của Lạc Tú không được tốt cho lắm. Thật ra Lưu Văn Vĩ là thế hệ giàu có thứ hai giấu mặt, gia đình anh ta cũng có tài sản mấy triệu, hơn nữa anh ta không phải người bình thường. Bởi vậy, đối với một người có gia cảnh nghèo khó như Lạc Tú, lại là một người bình thường thì tự nhiên Lưu Văn Vĩ sẽ khinh thường rồi. Dù sao nếu so sánh thì anh ta vẫn vượt trội hơn hẳn. Đó là lý do tại sao Lưu Văn Vĩ phớt lờ Lạc Tú và chỉ chào hỏi Vu Sa Sa. Đương nhiên Lạc Tú cũng chẳng thèm để ý đến Lưu Văn Vĩ, bởi vì bên kia đã coi thường anh nên anh cũng sẽ chẳng đếm xỉa gì đến anh ta. Từ đầu đến cuối, Lưu Văn Vĩ đều tỏ thái độ cao ngạo, vẫn không xuống xe, kể cả khi đối diện với Vu Sa Sa thì anh ta vẫn giữ thái độ đó. Đối với Lạc Tú, Lưu Văn Vĩ lại không thèm để ý đến làm như không quen biết anh, không chỉ không chào hỏi mà còn chẳng thèm liếc nhìn Lạc Tú lấy một cái. Sau khi tán gẫu vài phút, Lưu Văn Vĩ mời Vu Sa Sa lên xe, gạt Lạc Tú sang một bên, cũng chẳng mở miệng mời anh. Đi thôi, Vu Sa Sa kéo Lạc Tú. Lạc Tú còn chưa kịp nói gì, Lưu Văn Vĩ đã lên tiếng, xin lỗi, xe chỉ có bốn chỗ, mà hai chỗ kia đã có người đặt trước rồi. Thật xin lỗi, Lưu Văn Vĩ cười với Lạc Tú, nhưng không hề có vẻ áy náy gì cả. Lưu Văn Vĩ rất quan tâm đến chiếc Land Rover của mình, người đẹp có thể lên ngồi, còn người khác thì sao? Vẫn là quên đi, hơn nữa gia cảnh của Lạc Tú cũng chẳng giàu có gì, cần gì phải thân thiết với anh chứ? Lạc Tú cũng không trả lời, ban đầu Lạc Tú không định đi với Lưu Văn Vĩ, anh có chìa khóa của chiếc Bugatti trị giá hơn 2.500 vạn, cần gì phải ngồi chiếc Land Rover mấy trăm vạn chứ? Hơn nữa nếu anh không muốn trả chiếc xe đó cho Vạn Hồng Uy thì cho dù anh ta có đau khổ đến đâu cũng không dám đòi Lạc Tú. Cứ thế khiến Vu Sa Sa hơi do dự. Nhìn thấy sự do dự của Vu Sa Sa, Lưu Văn Vĩ nói: "Để cậu ta bắt taxi đến đó đi." Lưu Văn Vĩ cười khinh thường. Sau khi Vu Sa Sa đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu và chọn lên xe của Lưu Văn Vĩ. Dù sao đối với cô ta mà nói, có thể có được cơ hội đi trên một chiếc xe hơi sang trọng như vậy cầu còn không được nữa là. Hơn nữa nếu so sánh thì Lưu Văn Vĩ đang lái Land Rover mấy trăm vạn, chắc chắn là giàu có hơn lạc tú. Có lẽ cô ta nên thay đổi mục tiêu của mình. Vậy thì xin lỗi lạc tú, tôi đi trước. Vu Sa Sa ngồi lên chiếc Land Rover rồi mở miệng nói. Lạc Tú cũng không quan tâm. Dù sao thì ai cũng có nguyện vọng riêng của mình, nếu Vu Sa Sa chọn lên chiếc Land Rover thì Lạc Tú sẽ không ngăn cản cô ta. Vu Sa Sa và Lưu Văn Vĩ cười cười nói nói, nhưng khi chiếc xe bắt đầu lái đi, Lạc Tú đã nghe được một câu. "Hừ, bây giờ là giờ tan làm, bắt được xe mới lạ." Lạc Tú cũng không quan tâm, chậm rãi rút chìa khóa xe ra và bước vào nhà để xe. Nơi gặp mặt là một nhà hàng nhỏ ở thành phố Thanh Thủy, chi phí ở nơi này cũng không cao. Lúc Lạc Tú đến rất nhiều bạn học đã đến. Dù chỉ mới cách biệt 4 năm ngắn ngủi nhưng nhiều người đã thay đổi. Tuy nhiên hầu hết mọi người vẫn chỉ là dân văn phòng, không mấy thành công với mức lương vài nghìn, hoặc gần một vạn một tháng mà thôi. Cứ như vậy Lưu Văn Vĩ đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Sau khi Lạc Tú đến, vài người hơi quen đã chào hỏi anh lấy lệ, sau đó tiếp tục vây quanh Lưu Văn Vĩ. Nhưng vào lúc này, Lưu Văn Vĩ bất ngờ lên tiếng có bạn học nào đã phát triển ở Hải Đông không? Sao vậy? Vu Sa Sa ngồi cạnh Lưu Văn Vĩ, hai người rất thân thiết, còn Lạc Tú đã bị cô ta cho ra rìa. Sa Sa, có phải cậu ở Hải Đông không? Tôi nghe người nhà nói bây giờ ở Hải Đông có một nhân vật tuyệt vời, một thiếu niên tông sư. Thực ra những người bình thường này không biết nhiều về cái gọi là thiếu niên tông sư nên bọn họ cũng không có bao nhiêu khái niệm. Nhưng Lưu Văn Vĩ lại giải thích. E rằng mọi người không biết vị thiếu niên tông sư này đã đạp lên mấy vị nhà giàu ở Hải Đông, hiện tại giá trị con người của anh ta đã lên đến hàng trăm triệu, hơn nữa cả Hoa Đông đều tôn kính anh ta. Nói như vậy, mọi người đều đã có một khái niệm. Nghe nói là rất trẻ, chỉ trạc tuổi chúng ta thôi. Ôi, cả đám trong bàn ăn đều hít một hơi thật sâu. Ở tuổi 20 mà đã có giá trị hai ba trăm triệu, đây thật sự là đỉnh cao của cuộc đời, cả Hoa Đông đều phải tôn kính anh ta là một người đàn ông không có gì hơn thế này. Có người thở dài nói: nếu tôi có được một phần mười những gì anh ta đạt được, cả đời này tôi cũng mãn nguyện rồi. Sa Sa, không phải cậu ở Hải Đông à? Sao lại không biết? Có người hỏi. Sao tôi có thể quen biết với một nhân vật tầm cỡ như thế chứ? Lại càng chưa nghe nói tới bao giờ. Vu Sa Sa lắc đầu nhưng lại chuyển mắt sang lạc tú. Lạc tú cũng ở Hải Đông. Lúc này tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý về phía lạc tú lạc tú cậu có biết không biết chứ còn rất quen thuộc nữa bởi vì người mà mọi người nói chính là tôi lạc tú không hề giấu giếm mà nói ra sự thật vừa dứt lời cả bàn ăn đã im lặng trong giây lát ngay lập tức có người bật cười ha 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 lạc tú cậu nói đùa vui quá không ai tin những lời nói của lạc tú là thật đùa sao nếu lạc tú là người đứng đầu ở hoa đông là vị lạc tông sư trong truyền thuyết kia thì bọn họ chính là người đứng đầu ở hoa hạ rồi. Lạc tú, cậu đùa quá đáng rồi đó, chợt lưu văn vĩ nghiêm mặt nói. Một nhân vật như vậy không thể tùy tiện nói đùa được đâu, e rằng ngay cả các vị trưởng bối trong dòng họ của tôi cũng không dám nói đùa như thế. Lưu Văn Vĩ nhắc nhở. Lập tức Lưu Văn Vĩ lại lắc đầu, anh ta biết nhất định loại người như Lạc Tú sẽ không nghe lò tai những lời này. chương 230, đừng giả bộ tôi không nói đùa. Lạc Tú thực sự không nói đùa, nhưng lần này, toàn bộ bầu không khí đã trở nên gượng gạo. Vu xa xa không dằn lòng được thở dài, sau đó lắc đầu. Nếu anh thừa nhận lỗi lầm của mình, nhiều nhất chỉ mất mặt thôi. Nhưng anh lại khăng khăng mình là người đứng đầu hoa đông kia, là vị thiếu niên tông sư kia thì thật sự đã quá đáng rồi. Điều này có cảm giác như chưa trưởng thành và phải chiến đấu đến cùng để giành lấy thể diện vì muốn khoác lác với bạn bè mà phải giả bộ như vậy thì đúng là đầu óc có vấn đề. Nếu anh khoác lác mình là một con người có giá trị mấy chục vạn hoặc quá hơn là một trăm vạn thì còn có người tin. Nhưng anh lại cứ khoe khoang mình là vị thiếu niên tông sư có giá một hai trăm triệu kia thì thật là nực cười. Được, là cậu, là cậu, Lưu Văn Vĩ cười cười, nhưng đột nhiên lại lớn tiếng nói. Nếu vài người đã không biết thiếu niên tông sư đại diện cho điều gì, vậy để tôi giải thích cho nghe. Nhà họ Vương ở Hải Đông có người làm chủ tịch tỉnh, nghe nói ngay cả nhà họ Vương cũng phải cúi đầu trước vị thiếu niên tông sư kia, vị chủ tịch tỉnh cũng phải khiêm nhường với anh ta. Chắc mọi người cũng đã ít nhiều nghe nói đến trưởng môn bát cực môn của Hoa Đông, Phong Thiên Lôi rồi chứ. Lưu Văn Vĩ cười gần. Người đó là một lão đại chân chính, nghe nói có thể cưới cả mãnh hổ, nổi tiếng khắp Hoa Đông, ngay cả mấy lão đại ở Yên Kinh còn phải nể mặt. Thế mà lại bị vị thiếu niên tông sư kia trưởng một trưởng chết tươi. Còn nữa, Trương đại sư ở Hải Đông là một người tiếng tăm lừng lẫy, vô cùng thần kỳ, một số quan lớn cấp cao ở nước ngoài đã từng cầu xin ông ta giúp đỡ, thế mà chỉ là một con chó của vị thiếu niên tông sư kia mà thôi. Nhà họ Sở và họ Giang ở Hải Đông có uy phong như thế nào chắc mọi người cũng biết chứ. Nghe nói bởi vì đắc tội với vị thiếu niên tông sư kia mà chỉ trong một đêm đã tan cửa nát nhà. Nếu so sánh chắc mọi người cũng biết nhà tôi có tài sản mấy triệu nhưng so với người ta thì chẳng là cái thá gì cả lưu văn vĩ nói đúng là nhà của anh ta ở thành phố thanh thủy vô cùng nổi tiếng sau khi so sánh kỹ lưỡng như vậy không ai trong bản ăn muốn chú ý đến lạc tú nữa bởi vì lạc tú đã quá khoác lác rồi khoác lác cũng không cần phải đến mức như vậy chứ ngay cả nhà họ sở và họ giang nổi tiếng ở hải đông cũng bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt thì ngẫm lại đáng sợ biết chừng nào nếu tôi có thể kết bạn với vị thiếu niên tông sư kia, cho dù thế nào, ngay cả làm người tình thôi thì tôi cũng bằng lòng." Vu Sa Sa cười nói. Nhưng không ai cười nhạo cô ta cả, bởi vì họ đã hiểu vị thiếu niên tông sư kia đáng sợ đến mức nào. E rằng mấy thế hệ siêu giàu thứ hai trong cả nước cũng không thể so sánh được. Vậy những lời nói của Vu Sa Sa có gì đáng xấu hổ chứ? Lạc Tú cũng chẳng nói gì nữa, nếu những người này không tin thì anh không cần giải thích gì cả. Nhưng có thể thấy những người bạn học này đều khinh thường Lạc Tú. Đúng lúc này thì nhân vật chính của buổi tiệc, Chu Y Tuệ, người sắp kết hôn kia đã từ từ bước đến. "Xin lỗi, tôi đã đến muộn." Chu Y Tuệ cầm trên tay một gói thuốc trung hoa. Sau đó cô ta phát cho các bạn nam trong lớp. Vừa phát xong thì một cô gái ở trong góc tên Trần Thiến bỗng nhiên lên tiếng. "Lớp trưởng, có thể cho tôi một điếu không?" Trần Thiến nói. Nãy giờ Trần Thiến vẫn ngồi trong góc không thèm lên tiếng xem ra cuộc sống của cô ấy không tốt lắm mặc dù quần áo của cô ấy sạch sẽ nhưng trông chúng đã hơi cũ và lỗi thời đều là phong cách của vài năm trước khi trần thiến nói như vậy chú y tuệ mỉm cười và đưa cho cô ấy một điếu thuốc nhưng lại hỏi thiến thiến cậu biết hút thuốc từ khi nào vậy tôi không biết hút thuốc bạn trai tôi nói rằng loại thuốc lá này rất cao cấp tôi muốn mang một điếu về cho anh ấy nếm thử anh ấy vẫn chưa được hút loại này bao giờ Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều im lặng. Những lời này chứa đựng rất nhiều thông tin, nhưng có thể thấy rằng cô gái Trần Thiến có thể đang sống rất khó khăn. Chu Y Tuệ cười gượng gạo nhưng không nói gì. Mà chuyển đề tài. Thực ra tất cả mọi người đều là bạn học, theo lý thuyết thì lúc này phải quan tâm hỏi Han xem có thể giúp được gì thì sẽ giúp. Nhưng mọi người vẫn cười cười nói nói rồi chẳng quan tâm đến. Lưu Văn Vĩ vẫn nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, dù sao thì anh ta cũng thuộc thế hệ thứ hai giàu có, trong nhà có rất nhiều tiền. Mà Vu Sa Sa và Lưu Văn Vĩ vẫn động tay động chân đùa giỡn nhau như trước. Sa Sa, cậu giấu kỹ quá nha, việc làm thêm của cậu là người mẫu, tiền lương một tháng cũng hơn hai vạn nhỉ. Ha ha, thấp thôi, thấp thôi, Vu Sa Sa đắc ý nói. Nhưng trên mặt vẫn hiện rõ sự cao ngạo. Mọi người đổi từ ly nhỏ sang cốc to, cười cười nói nói, ngoại trừ Lạc Tú không uống rượu thì những người khác đều uống rất nhiều. Cũng chẳng có ai chúc rượu Lạc Tú cả, tất cả mọi người đã coi Lạc Tú là loại người không ngần ngại giả bộ chém gió khoe khoang khoác lác lên tận trời xanh. Có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên cuối cùng Trần Thiến ở trong góc đã khóc lên. Có một hai bạn học nữ tiến lên an ủi nhưng rõ ràng không có hiệu quả. Còn một đám lưu văn vĩ vẫn giả vờ như không nhìn thấy dù sao cũng chẳng ai muốn thân thiết với một người bạn học có cuộc sống nghèo khổ cả tuy nhiên lạc tú hơi xúc động trước câu nói kia của trần thiến lạc tú hiếm khi đồng cảm với ai nhưng những lời của trần thiến đã khiến anh cảm động vì vậy lạc tú bước tới sau đó vỗ vai trần thiến nói thiến thiến tuy rằng tôi không liên lạc thường xuyên nhưng nếu cậu gặp khó khăn gì cứ nói cho tôi biết nếu có thể giúp đỡ nhất định tôi sẽ giúp lạc tú nói nhỏ nhưng vẫn bị người khác nghe thấy chợt có tiếng cười khinh bỉ vang lên trên bàn rượu tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện cười mọi người đều biết rằng trước đây lý triều ở hải đông đúng không mọi người đều biết rằng nhà hàng nơi cậu ta làm việc là nơi mà chỉ một số lão đại ở hải đông mới có thể lui tới mọi người đều biết chuyện này lý triều thường lén chụp ảnh và đưa vào nhóm cho mọi người xem sau đó một thời gian trước lý triều gặp một người bạn cùng lớp ở đó người kia còn giả vờ trước mặt cậu ta rằng mình vào đây ăn cơm. Tới một nơi mà chỉ có mấy lão đại ở Hải Đông mới có thể tới ăn cơm ư. Mọi người đoán thử kết quả xem. Audio điện tử võ tấn bền. chương 231, tôi có xe trên bàn cơm vang lên tiếng cười to. Mọi người không chỉ tên nói họ, nhưng hiển nhiên ở đây ai cũng đang cười nhạo lạc tú. Một người đến chính mình còn chẳng quan tâm lại rảnh rỗi mở miệng nói giúp Trần Thiến mà trần thiến không biết vì sao lần này cuối cùng cũng mở miệng trần thiến dương dương nước mắt nghẹn ngào nói thật ra ngày mai tôi cũng phải kết hôn câu này vừa kết thúc nhất thời khiến cho mọi người trên bàn đều ngẩn ra đây là chuyện tốt mà trần thiến sao cậu lại không nói cho mọi người biết trần thiến lại chỉ lắc đầu bởi vì cô ấy và bạn trai cô ấy đều rất nghèo không có váy cưới không có tiền làm tiệc rượu cho nên mới không mời người khác. Dùng một câu nói cực kỳ thông tục chính là cưới chui. Có lẽ hiện trường hôn lễ sẽ cực kỳ đơn giản, thậm chí hai người còn không dám nói với cha mẹ đôi bên. Bởi vì thật sự quá nghèo, thậm chí đến nhẫn cưới cũng không mua nổi. Trần Thiến nói xong, tất cả mọi người đều im lặng. Mà những người khác thì chỉ coi chuyện này là một khúc nhạc đệm. Nên không quá để ý, nếu Trần Thiến không mở miệng mời bọn họ vậy thì bọn họ cũng sẽ không chủ động đi, dù sao nếu đi chẳng phải còn cần thêm tiền mừng sao. Không phải ai cũng là phú nhị đại như Lưu Văn Vĩ, trong nhà có tiền, cho nên đương nhiên không thèm quan tâm đến tiền bạc. Rất nhiều người đều cực kỳ để ý đến tiền, dù sao lúc này bạn học tụ hội, nói không ganh đua so sánh đó là chuyện không có khả năng. Đến lúc đó bỏ ra mấy trăm tệ thì nhất định sẽ bị nói là không có bản lĩnh, nhưng nếu bỏ ra những một hai ngàn tệ, đối với rất nhiều bạn học mà nói đây có thể là nửa tháng tiền lương rồi. Buổi tụ tập này kéo dài đến 12 giờ tối thì tan. Mọi người thi nhau ùa ra khỏi nhà hàng. Người khiến người ta chú ý nhất đương nhiên là Lưu Văn Vĩ. Trong khi rất nhiều bạn học còn không có xe thì Lưu Văn Vĩ đã có được một chiếc Land Rover, có vẻ đặc biệt xuất chúng. Thậm chí còn có mấy bạn nữ muốn đi nhờ xe nhưng đều bị Lưu Văn Vĩ từ chối. Anh ta đã hẹn xong, muốn đưa hoa khôi vu xa xa của khối trở về xe nhanh chóng được sắp xếp hết, một vài người có xe thì ai nấy đều chờ người có quan hệ tốt hoặc người thân thiết với mình. Chỉ riêng Lạc Tú và Trần Thiến thì không ai để ý đến. Lạc Tú thì không cần nói, tất cả mọi người đều nhìn ra được, Lưu Văn Vĩ là cố ý nhằm vào Lạc Tú. Một mặt bởi vì Lưu Văn Vĩ quả thật khinh thường Lạc Tú, một mặt khác là vì Lưu Văn Vĩ muốn thể hiện mình ở trước mặt mọi người, cho nên đương nhiên coi Lạc Tú trở thành mục tiêu để dẫm đạp, vừa hay bản thân lạc tú lại không thú vị cho nên bị coi là chuyện cười cho mọi người mà trần thiến thì quả thật mọi người không muốn qua lại quá thân thiết với cô ấy cho nên hai người đều không có ai bằng lòng lái xe đưa bọn họ trở về cho dù trên xe của bọn họ còn rất nhiều chỗ trống lạc tú cũng không thèm để ý đi đến bên cạnh trần thiến mở miệng nói thiến thiến tôi đưa cậu về nhé lạc tú mỉm cười nói trần thiến thấy không ai đồng ý đưa mình về thì đương nhiên gật đầu bởi vì đã rất muộn rồi không có xe công cộng mà bắt xe thì cô ấy lại không nỡ hơn nữa những người khác đều không muốn đưa cô ấy về lúc này lạc tú mở miệng quả thật khiến trần thiến vô cùng cảm động mà lưu văn vĩ nghe thấy lời này không khỏi liếc mắt ra hiệu cho những người khác tôi nói này lạc tú không phải cậu bắt xe tới sao làm sao đưa trần thiến về được lưu văn vĩ hiển nhiên muốn vạch trần lạc tú anh ta cảm thấy bản thân kẻ làm phú nhị đại như anh ta còn không dám giả ngầu như vậy, lạc tú động một tí là giả ngầu, thật sự quá đáng. Nhưng khiến cho Lưu Văn Vĩ kinh ngạc chính là, lạc tú bị vạch trần lại không hề xấu hổ, ngược lại còn liếc vu xa xa một cái. Sau đó mở miệng nói, xa xa, dù sao cũng tiện đường, có muốn đi cùng bọn tôi không? Lạc tú trái lại không biết lúc này xa xa đang có ý kiến với mình, vẫn coi xa xa như một bạn học mà đối đãi nếu ở cùng một khách sạn thì nhân tiện đưa xa xa về cũng được. Ha ha, cảm ơn, không cần, tôi đã hẹn với Văn Vĩ trước rồi, sẽ ngồi xe cậu ấy trở về. Vu xa xa xua tay cười nói. Nói đùa, tôi có Land Rover không ngồi, ai lại đi bắt taxi trở về với cậu? Đầu óc tôi có vấn đề sao? Lạc Tú, cậu còn nghĩ ra được chuyện này à? Cậu muốn hoa hậu giảng đường phải ngồi taxi về nhà với cậu sao? Một đám người đều bật cười, người này đúng là thích giả ngầu đáng tiếc mỗi lần đều chỉ tạo thành chuyện cười cậu còn phải bắt xe về thế mà vẫn còn thể diện mà mời hoa khôi của khối về cùng cậu sao cậu lấy đâu ra dũng khí đó hả lạc tú nếu không các cậu ở đây chờ tôi một lát tôi đưa hai người bọn họ về rồi quay lại đưa các cậu về chu y tuệ có một chiếc xe lúc này đứng ra giải vây cho lạc tú nhưng lạc tú cũng không để ý tôi có xe không cần bắt xe sau đó lại nói với trần thiến cậu chờ tôi tôi đi đánh xe được rồi mọi người đừng đi vội lạc tú cậu cho chúng tôi xem thử xem xe cậu để ở đâu cậu lái xe gì lạc tú không tiếp lời mà đi về một bên khác giống như thật sự đi lấy xe rồi lúc anh tới nơi này không có chỗ đậu xe cho nên dừng xe ở nơi hơi xa sau khi lạc tú rời đi lưu văn vĩ bỗng nhiên mở miệng nói với trần thiến trần thiến cậu đừng tin mấy lời nhắn nhít của cậu ta. Cậu ta căn bản không có xe, lúc cậu ta tới thành phố Thanh Thủy còn phải đi xe buýt với xa xa đó. Những người khác cũng đưa mắt nhìn về phía vu xa xa. Vu xa xa thở dài một tiếng, sau đó gật đầu. Chỉ sợ các cậu còn không biết, hôm nay tôi đi đón hai người bọn họ, tôi cố ý không cho cậu ta đi nhờ xe mà bảo cậu ta tự đánh xe tới, đến giờ mà cậu ta vẫn còn giả ngầu trước mặt chúng ta. Lưu Văn Vĩ bổ sung thêm, anh ta hận nhất chính là cái loại cứ thích giả ngầu này có điều hiện tại anh ta muốn xem lạc tú còn có thể giả ngầu thế nào nữa sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của vu xa xa lại nghe thấy những lời lưu văn vĩ nói mọi người đương nhiên biết rõ đầu đuôi câu chuyện cho nên đều không đi mà đang chờ xem hôm nay lạc tú xuống đài thế nào chờ xem trò cười của lạc tú đến xe còn không có mà cứ ngang ngạnh giả ngầu cái gì mà vu xa xa thì thở dài một tiếng Lạc Tú, sao cậu cứ muốn giả ngầu hả? Cậu còn đi xe buýt đến đây với tôi, cậu có xe hay không tôi còn không biết sao? Lúc này còn cố muốn giả ngầu. Để tôi xem cậu sẽ làm gì bây giờ. Tôi bảo chứ sao cậu ta đi lâu thế, không phải lén chuồn mất chứ. Có người mở miệng nói. chương 232, Phạm Phu Tục Tử Bugatti. Cho dù có là người mù kiến thức về xe thì cũng biết Bugatti là xe hạng sang. Vừa rồi một đám người còn đang cười nhạo lạc tú giả ngầu, không có xe mà cứ gắng phải nói mình có xe. Mà hiện tại thì sao? Người ta không chỉ có xe, mà còn là siêu xe Bugatti. Giá trị phải đến cả chục triệu chứ ít gì. So ra, chiếc Land Rover mà tất cả mọi người đều muốn ngồi của Lưu Văn Vĩ lại bình thường, giản dị quá mức. Hiển nhiên Trần Thiến cũng không ngờ Lạc Tú sẽ lái chiếc xe thể thao này đến. Land Rover có lẽ đã là loại xe sang không thể với tới với mọi người. Nhưng Bugatti thì sao? Đừng nói là ngồi, có muốn nhìn thấy trên đường cũng khó. Trần Thiến kích động trực tiếp chui vào. Lạc Tú thì chẳng thèm nhìn đám bạn học kia lấy một cái, trực tiếp đóng cửa xe, sau đó dín ga một tiếng, Bugatti lao đi mất. Chỉ để lại một đám bạn học mặt mày nhăn nhó khó coi. Lúc này vẻ mặt bọn họ cực kỳ đặc sắc. Người ta giả ngầu sao? Người ta căn bản không thèm, người ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Người ta quả thật có xe, lại còn là xe sang. Lưu Văn Vĩ vốn lái Land Rover tới để giả ngầu, hơn nữa còn một mực dẫm lên thể diện của Lạc Tú. Mà hiện tại không chỉ bị vả mặt mà còn bị Lạc Tú đoạt hết cả nổi bật. Phải biết rằng, vừa rồi anh ta đã thể son sắt nói với mọi người rằng Lạc Tú không có xe. Lúc này Lạc Tú lại lái Bugattis đến. Quả thực chính là một cái tát vô cùng tàn nhẫn đối với anh ta. Sau cùng người hối hận nhất vẫn là Vu Sa Sa. Land Rover có thể sánh với Bugatti sao? Hơn nữa vừa rồi Lạc Tú còn mời cô ta nữa. Thế mà cô ta lại khinh thường Lạc Tú, chọn ngồi xe rời đi cùng Lưu Văn Vĩ. Hiện tại thì sao? Cơ hội có thể ngồi xe Bugatti cứ thế bị cô ta từ chối rồi. Hơn nữa trước đó cô ta cũng có quan hệ tốt với Lạc Tú, vốn rất có cơ hội hiện tại vu xa xa quả thực hối hận đến xanh ruột khụ khụ lát nữa về rồi mọi người vẫn nên nói lời xin lỗi đối với lạc tú đi chu y tuệ ở bên cạnh nhắc nhở có thể lái bugatis tới giá trị con người bao nhiêu đã không cần phải nói nữa mà trên bàn ăn mọi người đều khinh thường lạc tú hiển nhiên chuyện này vô cùng nực cười sắc mặt mọi người đều rất khó coi sau cùng mọi người suy sụp rời đi vốn muốn chờ xem trò hề của lạc tú kết quả cuối cùng chỉ nhận lại một cái bạt tai. Lưu Văn Vĩ thì nắm chặt tay, đến cuối cùng vẫn thả lòng. Có tiền thì thế nào? Anh ta cũng không phải người bình thường, không cần phải so đo với người bình thường như Lạc Tú. Thế giới của anh ta là thế giới mà Lạc Tú vĩnh viễn không thể chạm tới. Dòng dõi vu cổ, há là thứ mà những kẻ tầm thường này có thể so sánh. Nghĩ vậy, Lưu Văn Vĩ không khỏi cười khẩy một tiếng mình cần gì đi so đo với một thường dân. Nếu đã nhìn không vừa mắt, một phàm nhân thôi, tiện tay nghiền chết là được. Đi thôi, xa xa, tôi đưa cậu về, nhân tiện dẫn cậu đi tham thú một thế giới mà đến giờ cậu cũng không dám tưởng tượng đến. Lưu Văn Vĩ cười khẩy một tiếng. Lúc xa xa trở lại khách sạn, phát hiện Lạc Tú còn chưa trở về. Dạng sáng ngày hôm sau, Vu Sa Sa đã tỉnh, lúc này Lạc Tú vẫn chưa về vốn dĩ vu xa xa muốn xin lỗi lạc tú. Nhưng tối hôm qua Lưu Văn Vĩ lại dẫn cô ta đến một nơi, để cô ta được chứng kiến vài thứ. Sau khi được tận mắt thấy những thứ kia, cô ta bỗng nhiên cảm thấy thế giới này ngoài tiền ra còn có rất nhiều thứ kỳ lạ. Lạc tú có tiền thì thế nào? Có xe sang thì thế nào? Lúc so sánh với Lưu Văn Vĩ quả thực cách nhau quá xa. Thậm chí hoàn toàn không phải người của cùng thế giới. Nếu đi theo Lưu Văn Vĩ, Ngày tháng sau này mình sẽ không cần để ý đến tiền bạc nữa. Bởi vì có vài thứ còn vượt quá cả thế tục. Giống như vị thiếu niên tông sư Hoa Đông kia, anh ta còn cần quan tâm xem mình có bao nhiêu tiền sao? Tuy Lưu Văn Vĩ hoặc là cả nhà họ Lưu so ra kém xa vị thiếu niên tông sư Hoa Đông kia, nhưng so với người bình thường thì sao? Vẫn là sự tồn tại cao không thể chạm tới. Cho nên Vu Sa Sa cũng không chủ động đi tìm Lạc Tú nữa, ngược lại ngồi lên Rover rời đi với Lưu Văn Vĩ. Có điều bọn họ nhất thời nhận được thông báo, địa điểm tổ chức hôn lễ hôm nay bị đổi lại. Vốn đặt tại tiểu khu Sa Hoa, nhưng hiện tại đổi thành một khách sạn Sa Hoa tại thành phố Thanh Thủy. Điều này khiến cho Lưu Văn Vĩ có hơi kinh ngạc. Khách sạn Hoàng gia số 1 không chỉ ở Thanh Thủy, mà còn là khách sạn số 1 số 2 của cả Tương Tây. Ông chủ đứng sau khách sạn cực kỳ có thực lực, làm ăn kinh doanh khắp nơi trên cả nước. Đến nơi, cho dù mọi người đã sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn không khỏi cảm thán sự xa hoa của nơi này. Hoàng gia số 1 có một vườn hoa trong không trung. Bên trong có thể nói là xanh vàng rực rỡ, mỗi chiếc đèn thủy tinh vĩ đại treo trên không kia phải có giá đến mấy trăm vạn. Hơn nữa nghe nói vật phẩm để trang hoàng nơi này đều có giá cả xa xỉ. Nhặt bừa một cái thảm đỏ bầy trên mặt đất cũng phải hơn 10 vạn, cái bát bên cạnh là được mạ vàng thật. Không chỉ có vậy, mỗi chậu hoa cỏ nơi này đều có giá đến vài vạn có thể nói là sự hưởng thụ của hoàng gia thật, xa xỉ đến cực hạn. Từ lúc Khánh thành khách sạn này tới nay, cả thành phố Thanh Thủy mới chỉ có tỷ phú gả con gái mới tổ chức hôn lễ ở trong này. Còn có hôn lễ của một vài minh tinh trong nước cũng sẽ chọn tổ chức tại đây. Nơi này thuê một ban nhạc đến diễn cũng mất 20 vạn một giờ. Cho nên có thể thấy, tổ chức hôn lễ ở đây xa hoa đến mức nào. Thậm chí đây còn được xem như một địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất Thanh Thủy rất nhiều cô gái đều hy vọng có thể cử hành hôn lễ ở đây, nhưng đáng tiếc, giá cả quá cao khiến người ta trùn bước. Lúc này một đám bạn học tụ tập, sau đó bắt đầu đi tặng tiền mừng. Hiện tại chính là lúc thể hiện thực lực và giả ngầu. Mọi người thi nhau đưa tiền mừng cho người thu, sau đó báo tên mình, ký tên lên sổ. Trong tất cả bạn học, nến muốn kể đến người có thực lực nhất, đương nhiên vẫn là Lưu Văn Vĩ. Phủi tay một cái là 10 vạn tệ tiền mừng số tiền mừng này có thể nói là hơi dọa người. Những người khác đều có chút ghen tị nhìn Lưu Văn Vĩ, mà Lưu Văn Vĩ thì cố ý khoát tay. Lúc này, Lạc Tú cũng đã đến. chương 233, mấy cậu xứng sao, sao lại quá đáng hả? Lạc Tú nhíu mày nói. Tôi nói chứ ít nhiều gì chúng ta cũng là bạn học, cậu lại còn là người lái Bugatti, sao lại đi tiền mừng chỉ có 66 tệ? Cậu không biết xấu hổ mà lấy ra à? Người mở miệng là một tên béo đứng cùng Lưu Văn Vĩ. Anh ta tên Chu Tiểu Quân, hiện tại là một kẻ phóng túng tại thành phố Thanh Thủy, dưới trướng có vài tên thuộc hạ đầu châu mặt ngựa. Cũng coi như là một tên lưu manh có tiếng tại thành phố Thanh Thủy. Đêm qua anh ta nhìn Lạc Tú không vừa mắt, nhưng vẫn luôn nhịn không nói. Hơn nữa anh ta cảm thấy người có bối cảnh thâm sâu phức tạp như Lưu Văn Vĩ không so đo với Lạc Tú là vì Lưu Văn Vĩ rộng lượng. Nhưng anh ta thì khác, không quan tâm Lạc Tú cậu có tiền hay không, anh ta nhìn không vừa mắt thì anh ta nói, dù sao Lạc Tú cậu đến từ nơi khác, cậu còn có thể đấu lại tôi ở thanh thủy này sao? Cho nên lúc này Chu Tiểu Quân trực tiếp mở miệng chất vấn. Ít nhiều gì nằm tại tấm lòng, hơn nữa, tôi đi bao nhiêu có liên quan gì đến cậu? Lạc Tú vẫn cảm thấy những người này đều là bạn học, cho nên thật không muốn so đo quá nhiều, một. Nhưng bọn họ có vẻ càng ngày càng quá đáng rồi. Cậu? Ai thôi người ta thích đi bao nhiêu tiền là quyền của người ta mấy cậu xen vào làm gì lúc này lưu văn vĩ giở giọng kỳ quặc nói hơn nữa có vài người ấy mà càng có tiền thì lại càng keo kiệt nào có tình nghĩa bạn bè gì chua béo cậu đừng nói nữa lưu văn vĩ ngầm trào phúng tôi nói này mọi người tôi là người cực kỳ xem trọng tình nghĩa nếu không chỉ bằng mấy câu nói vừa rồi của các cậu có lẽ hiện tại các cậu đã nằm xuống rồi lạc tú lạnh lùng mở miệng đây coi như là cho những người này một lời cảnh cáo cuối cùng một ồ cậu nói vậy là có ý gì ý chính là cậu muốn xử lý bọn tôi sao tôi nhắc nhở cậu một câu nơi này chính là thanh thủy chu tiểu quân lấy điện thoại ra muốn gọi người đến xem tư thế kia quả thật là muốn ra tay mà lưu văn vĩ thì lại đang cười khẩy lạc tú này đúng là điên cuồng nếu thật muốn điên thì anh ta không ngại cho lạc tú một bài học để cho lạc tú biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Ai, làm gì vậy hả? Tất cả mọi người đều là bạn bè mà. Hơn nữa, đây là hôn lễ của người ta, gây chuyện như thế rất không thích hợp, tất cả mọi người xin bớt giận, xin bớt giận. Có người đứng ra làm hòa, ngăn cản hai người Lạc Tú và Chu Tiểu Quân. Đám người Chu Tiểu Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó đi sang bên khác. Cậu nói có phải cậu ta quá đáng lắm không? Cậu ta lái Bugatti mà Sao lại chỉ đi tiền mừng có 66 tệ? Thật đúng là không biết xấu hổ mà lấy ra, lớp trưởng mời mọi người ăn cơm, tiền cơm còn không thèm chia. Lại còn là bạn học cái gì? Bạn học mà chỉ có chút tình như ấy à? Tôi nói cậu ta mấy câu có sai sao? Chu Tiểu Quân bị kéo sang bên khác, cho nên hùng hùng hổ hổ mở miệng nói. Mà Lưu Văn Vĩ thì cười khẩy một tiếng. Các cậu xem Văn Vĩ đi, người ta ít nhiều gì cũng đi 10 vạn, cái gì gọi là bạn học? Cái gì gọi là tình nghĩa? Đây mới là bạn bè, đây mới là tình nghĩa. Chuyện này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói ở trước mặt mọi người. Chu Tiểu Quân không phục mở miệng. Cậu là người từ nơi khác đến, đến địa bàn của tôi mà cậu lại dám cuồng bạo như thế à? Mà vu xa xa thì lắc đầu, lạc tú này quả thật có chút quá đáng, thế này thì keo kiệt quá đi. Những người khác tuy ngoài miệng không nói thêm gì, nhưng cũng đều cho rằng lạc tú quá đáng, thật đúng là không nể mặt bạn bè gì hết. Vừa đúng lúc này chú rể đi tới, chu y tuệ đi cùng chú rể, sau đó chậm rãi đi đến sân khấu được dựng trong vườn treo Babylon. Nghi lễ chính thức còn một lát nữa mới bắt đầu, lúc này chúng ta cùng nghe lời chúc phúc đến từ người thân và bạn bè của cô dâu chú rể nào. MC chương trình cầm microphone mở miệng nói. Sau đó MC chương trình liên tục mời vài người, đều đến để chúc phúc cho chú y tuệ. Chỉ riêng đến trước mặt chu tiểu quân, Chu Tiểu Quân cố gắng cướp microphone, ban đầu là nói vài câu chúc phúc. Sau đó bỗng nhiên cười khẩy một tiếng. Hôm nay là ngày vui lớn, tôi vốn không nên lắm miệng, nhưng tôi thật sự khinh thường một số người. Lớp trưởng, chỉ sợ cậu còn không biết có người đi tiền mừng cho cậu chỉ có 66 tệ đi nhỉ. Hơn nữa người này còn đặc biệt có tiền, lái xe Bugatti, thế mà cậu ta đi bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tình nghĩa bạn bè sao? Chu Tiểu Quân cười khẩy một tiếng, những người khác đều kinh ngạc, còn trong đám bạn bè thì ai cũng biết là ai rồi. Nói đùa hả, lái Bugattis mà lại đi có 66 tệ tiền mừng. Thế này thì quá đáng quá. Chu Tiểu Quân và Lưu Văn Vĩ thì chỉ cười khẩy, đang định nói tên Lạc Tú ra, bởi vì bọn họ rất muốn nhìn xem trong trường hợp này, Lạc Tú bị bới chuyện, anh còn xuống đài thế nào. Đúng vậy, người tôi nói chính là cậu đó, Lạc Tú cuối cùng Chu Tiểu Quân cũng nói ra tên của Lạc Tú. Nhất thời đa số cặp mắt đổ dồn về phía Lạc Tú. Khinh thường có, lạnh lùng cũng có. Dù sao mức tiền mừng cũng nói lên trình độ của đa số mọi người, 66 tệ, sợ là đã thấp đến không thể thấp hơn. Nhưng đúng lúc này cô dâu bước vào. Cô gái kia mặc váy cưới trắng tinh, rõ ràng chính là Trần Thiến tối qua còn khóc lóc. Nhưng lúc này Trần Thiến lại nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Chu Tiểu Quân, trong lúc Chu Tiểu Quân còn ca chưa kịp phản ứng đã cướp lấy microphone. Sau đó hướng về phía sân khấu. Sắc mặt Chu Y Tuệ trước sân khấu cũng rất khó coi, lúc Chu Tiểu Quân mở miệng chỉ trích, sắc mặt Chu Y Tuệ đã trở nên vô cùng khó coi. Mà mọi người nhìn thấy Trần Thiến mặc váy cưới cũng đều ngây ngẩn cả người. Ngày hôm qua Trần Thiến quả thật có nói muốn kết hôn, cũng là vào ngày hôm nay, chỉ là không nghĩ tới lại đồng tổ chức cùng Chu Y Tuệ. Tình nghĩa bạn bè Trần Thiến đứng ở trên sân khấu cười khẩy một tiếng. 66 tệ đúng là rất ít, nhưng nếu bàn đến tình nghĩa bạn học, mấy người bạn học các cậu có ai sánh bằng lạc tú hả? Tối hôm qua tôi khóc thê thảm như thế, mấy người bạn học các cậu có ai để ý đến? Nói chuyện tình nghĩa à? Các cậu xứng sao? chương 234, tôi muốn đập xe cậu ta Trần Thiến nói một mạch khiến cho cả hội trường yên tĩnh lại. Đó không phải chỉ là con số 800 vạn, mà là tiền thật, là nhân dân tệ thật. Tặng quà mừng cho bạn học thế này, quả thật là chưa từng nghe thấy trong nước bao giờ. Ha, các cậu bỏ ra được chút tiền mừng thì thi nhau khoe khoang, ganh đua so sánh, như sợ người khác không biết mình đi bao nhiêu. Thậm chí có người còn chụp ảnh up lên QQ, khoe trong vòng bạn bè. Trần Thiến trực tiếp nói thẳng. Vừa rồi cô ấy vẫn luôn ở bên ngoài trang điểm, nghe thấy có người nói lạc tú, cho nên dứt khoát không thèm trang điểm nữa mà chạy thẳng vào. Lạc Tú yên lặng tiêu nhiều tiền như thế nhưng người ta có nói lời nào không? Nếu hôm nay tôi không nói thì có ai biết? 66 tệ tiền mừng đúng là rất ít, nhưng đây mới là tình nghĩa bạn bè chân chính. Phải, mấy người có thể nói Lạc Tú có tiền, chúc tiền này với cậu ấy mà nói quả thật chẳng tính là gì. Trần Thiến Như đã sớm nghĩ đến những người này muốn nói gì. Đêm qua, tôi khóc đáng thương thế nhưng các cậu có ai để ý? Một câu an ủi cũng không có ngoài lớp trường sau cùng nói cho tôi ba nghìn tệ các cậu có ai để ý đến ngày hôm qua tôi nói hôm nay tôi cũng kết hôn tôi không mời các cậu bởi vì tôi không mời nổi nhưng các cậu có ai chủ động hỏi thăm lấy một câu chỉ có lạc tú tối hôm qua lái xe đưa tôi về hơn nửa đêm còn giúp tôi đi tìm cửa hàng váy cưới giúp tôi liên hệ hội trường tổ chức bận rộn đến giờ còn chưa nghỉ ngơi đấy tối hôm qua ở trong xe tôi đã khóc hỏi vì sao lại giúp tôi dù sao trước đó chúng tôi cũng chẳng liên lạc gì cậu ấy nói với tôi nếu đã là bạn học có thể giúp thì đương nhiên phải giúp lúc tôi nghèo túng nhất chỉ có cậu ấy vẫn coi tôi như bạn bè ở trong mắt các cậu tôi còn chẳng được tính là bạn bè kia mà chu tiểu quân lưu văn vĩ bây giờ các cậu còn mở mồm ra mà nói đến tình nghĩa bạn bè à trần thiến cười khẩy nói các cậu nói lạc tú keo kiệt các cậu ít nhiều gì cũng là phú nhị đại một người mỗi tháng ít cũng phải có đến mấy vạn tiền tiêu vặt, nhưng các cậu lại không nỡ bỏ ra một tệ giúp tôi, các cậu còn mặt mũi mà nói Lạc Tú keo kiệt sao? Mấy lời này có thể nói là khá ác. Chu Tiểu Quân vừa rồi còn trào phúng chê bai Lạc Tú keo kiệt, nhưng người ta vừa ra tay đã 800 vạn, cái này mà gọi là keo kiệt à? Trái lại bọn họ thì sao? Ngày hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế, quả thật chưa từng chú ý đến Trần Thiến, mà ngay từ đầu cũng không có ý định muốn giúp Trần Thiến cho dù chỉ là một tệ. Tại hội trường hôn lễ có mặt cả anh em bạn bè thân thích cùng những người khác, cộng thêm những người râu ria nữa ít nhất cũng phải đến mấy trăm người. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Chu Tiểu Quân và Lưu Văn Vĩ. Trần Thiến nói một lèo, bọn họ đến cơ hội phản bác và lý do đều để phản bác cũng không có. Vốn dĩ bọn họ muốn khiến Lạc Tú xấu hổ không chịu nổi, nhưng ngược lại lúc này lại biến thành bọn họ xấu hổ không còn mặt mũi gì rồi hiện tại đi không được mà không đi cũng không xong hoàn toàn rơi vào tình huống khó xử các bạn học khác vào lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên giữa bọn họ có không ít người vừa rồi cũng khinh thường lạc tú không có chút tình nghĩa bạn bè nào nhưng hiện tại xem ra người ta mới là người thật sự coi trọng tình nghĩa bạn bè những người khác thì chỉ vì thể diện mà thôi nhất là trần thiến còn không thèm che giấu mà nói toạc ra nhất thời khiến cho rất nhiều người đều phải đỏ mặt xấu hổ còn vu xa xa lúc này cũng ngẩn cả người không nghĩ tới lạc tú lại hào phóng như vậy phải biết rằng trước đó lạc tú chưa từng liên lạc với bạn bè nhưng người ta lại chịu chi bỏ cả vốn lẫn lời đây là chuyện mà đàn ông không thể hiểu đối với một người phụ nữ mà nói chuyện như kết hôn này đương nhiên hy vọng có thể tổ chức cực kỳ đặc sắc đây là một loại tình cảm đặc biệt của phụ nữ cho nên hai người họ là thật lòng cảm ơn lạc tú sợ là sẽ khắc ghi cả đời này Vừa rồi Lưu Văn Vĩ còn sĩ diện khoe khoang mình đi 10 vạn tiền mừng, nhưng hiện tại so sánh với Lạc Tú thì sao? 10 vạn tệ cái con khỉ. Còn Chu Tiểu Quân bị Trần Thiến nói cho một trận giờ đã tím cả mặt. Anh ta luôn mồm nói Lạc Tú không để ý đến tình nghĩa bạn bè, chỉ đi tiền mừng có 66 tệ, nhưng trên thực tế thì sao? Anh ta cho được bao nhiêu? Còn cả Trần Thiến nữa, anh ta cũng không hề giúp người ta. Lưu Văn Vĩ oán hận nhìn Lạc Tú, vào khoảnh khắc ấy, anh ta rất muốn bại lộ thực lực của mình, sau đó hung hăng dạy cho Lạc Tú một bài học, nhưng anh ta hình như lại không có lý do gì để làm vậy. Đối với tên phàm nhân Lạc Tú này, anh ta ngày càng nhìn không vừa mắt. Văn Vĩ, thôi, với thân phận của cậu, đừng so đo với những người phàm này. Vu Sa sa nhận ra Lưu Văn Vĩ đang nổi giận, bèn mở miệng khuyên nhủ. Hơn nữa rất nhanh trên mặt anh ta đã xuất hiện vẻ ngạo nghễ bất kể hôm nay lạc là tú làm lớn chuyện thế nào xét cho cùng vẫn chỉ là người phàm nghe vu xa xa khuyên như vậy lưu văn vĩ lại cười khẩy một tiếng xa xa nói có lý với thân phận và hiểu biết của tôi tôi cần gì phải so đo với một người phàm như cậu ta lưu văn vĩ kiêu ngạo mở miệng mà chu tiểu quân thì cũng cười khẩy nói vân vĩ cậu không so đo nhưng tôi thì lại muốn so đo mẹ nó ở thành phố thanh thủy này mà ông đây còn bị làm cho mất thể diện sao ông đây lập tức gọi điện thoại gọi người không phải cậu ta có xe sang sao ông đây kêu người đến đạp nát xe cậu ta để tôi xem ở cái đất thanh thủy này cậu ta dám làm gì tôi chu tiểu quân lấy điện thoại ra gọi người đến hôn lễ vẫn đang được tiến hành nhưng điện thoại của lạc tú lại vang lên là vạn hồng uy gọi tới lạc tú đi ra bên ngoài đi về phía toilet sau đó nhận điện thoại lạc ra đã chuẩn bị xong phí đi đường kia rồi anh đang ở đâu hoàng gia số 1, Lạc Tú cúp điện thoại. Vạn Hồng Uy đương nhiên là tới để đưa phí đi đường cho Lạc Tú, nhân tiện lái chiếc Bugatti của mình đi. Vừa cúp điện thoại, ba Lạc lại gọi tới. Danh con, con đang ở đâu? Ba Lạc cười mắng, tên nhóc thối này cũng không biết đường mà gọi điện thoại về nhà nữa. Tham gia hôn lễ của bạn học ạ, à? Lạc Tú cười đáp. Hay, nói đến kết hôn, ba cũng có lỗi với mẹ con, hôn lễ năm đó thật sự một lời khó nói hết ba lạc thở dài một tiếng con nói chứ ba không thể nói tên mẹ cho con biết sao lạc tú hỏi ba lạc cảm thấy hiện tại mặc dù lạc tú đã có chút bản lĩnh nhưng vẫn không thể đấu lại nhà họ thẩm vì không muốn lạc tú đi tìm mẹ mình cho nên ba lạc vẫn không nói cho lạc tú biết tên của mẹ mình ha hiện tại con thành thật chút đi chờ con thật sự có bản lĩnh rồi ba tự nhiên sẽ nói cho con biết cơ mà hiện tại ba có thể nói cho con biết mẹ con không phải họ thẩm mà là cùng họ với bà ngoại con. Lời này nhất định là đang lừa Lạc Tú. Nhưng Lạc Tú lại thật sự tin. chương 235, không biết nhau. Thẩm Nguyệt Lan vừa rồi cũng đang đánh giá Lạc Tú, bà nhận ra Lạc Tú, bởi vì sáng nay thanh niên này mới bao cả khách sạn. Hoàng gia số 1 này là của bà, buổi sáng hôm nay lúc Lạc Tú tới, vừa hay bà cũng ở đây nghe thấy lạc tú bao cả khách sạn vì hai bạn học nữ nên đã cảm khái người này chắc là phú nhị đại thật sự quá lãng phí nhưng đồng thời bà cũng rất tán thưởng thanh niên lạc tú này bởi vì năm đó lúc bà kết hôn hôn lễ có hơi nhỏ đây vẫn là điều khiến bà tiếc nuối cho nên bà mới bỗng nhiên gọi lạc tú lại nếu không với thân phận của bà bà căn bản sẽ không thèm để ý tới một tên phú nhị đại như lạc tú năm đó bà với người nhà có mâu thuẫn lớn sau cùng một mình ra ngoài dốc sức làm việc, ngắn ngủn chỉ trong gần 20 năm, trực tiếp trở thành nữ hoàng thương giới. Không phải ở một khu vực, mà là của cả nước. Một người phụ nữ hơn 40 tuổi, lại giỏi kinh doanh hơn cả đàn ông, có thể thấy bà có năng lực cỡ nào. Bà được coi là truyền kỳ của cả một thế hệ. Cho dù là rất nhiều gia tộc tại Yên Kinh cũng không bằng bà. Khách sạn Hoàng gia số 1 này chính là một trong những sản nghiệp của bà, gần đây bởi vì có vụ làm ăn ở bên cạnh cần xử lý cho nên bà mới ở đây. Sao vậy? Lạc Tú nghe thấy Thẩm Nguyệt Lan gọi mình, có chút khó hiểu quay đầu, sau đó đặc biệt chú ý đến chuỗi Phật Châu trên cổ Thẩm Nguyệt Lan. Cậu đúng là không tệ, mặc dù có tật xấu tiêu tiền bậy bạ, nhưng tôi vẫn rất tán thưởng cậu. Cảm ơn, Lạc Tú nhíu mày nói, đây là đang khen anh hay trách anh vậy? Thế nhưng Lạc Tú cũng không so đo. Đúng rồi, cậu tên gì, Thẩm Nguyệt Lan mở miệng nói, "Lạc Tú?" Lạc Tú gật đầu, cũng biết đối phương là bà chủ của hoàng gia số 1. Họ Lạc. Điều này khiến cho Thẩm Nguyệt Lan có thiện cảm gấp bội với Lạc Tú. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì con mình chắc cũng họ Lạc nhỉ. Hơn nửa áng chừng thời gian, chắc cũng tầm tuổi thanh niên này. Chỉ đáng tiếc là bà lại không biết con mình tên gọi là gì. Lúc ấy vừa sinh con xong đã bị chia cắt, bà và ba đứa nhỏ còn chưa đặt tên cho con đây cũng là một tiếc nuối trong lòng bà rất nhiều đêm khuya tĩnh lặng bà lại nhớ đến con mình nhưng lại không cách nào gọi tên con mình nhưng bà có thể khẳng định lúc ấy bọn họ có chuẩn bị rất nhiều tên nhưng lại không có tên nào là lạc tú này thẩm nguyệt lan thu lại suy nghĩ mỉm cười nói có thể làm đến mức này vì bạn bè cậu cũng coi như là người có tình nghĩa đây là danh thiếp của tôi nếu tương lai có gặp phải khó khăn thì có thể đến tìm tôi tôi có thể giúp cậu một lần Thẩm Nguyệt Lan cười nói: Với thân phận và địa vị của bà, vốn không nên làm như vậy, nhưng vì Lạc Tú họ Lạc, cộng thêm anh còn bao cả khách sạn giúp bạn học nữ cho nên khiến bà có ấn tượng rất tốt về anh. Chính vì vậy bà cũng coi Lạc Tú thành một phú nhị đại bình thường. Lạc Tú nhận danh thiếp nhưng lại không xem, ngược lại đưa mắt nhìn chuỗi Phật châu trên cổ Thẩm Nguyệt Lan. Bà đã có lòng tốt, vậy tôi cũng xin tặng bà một câu, xem như một lời khuyên đi. Lạc Tú lạnh nhạt mở miệng, "Bà tốt nhất vẫn nên vứt chuỗi Phật châu kia đi, Lạc Tú khuyên." Lúc này gương mặt Thẩm Nguyệt Lan bỗng nhiên đen lại. Chuỗi Phật châu này cực kỳ quan trọng với bà, là một người bạn của bà tặng, hơn nữa còn là chuỗi Phật bà dùng để cầu phúc cho con trai mình. Bà không thể đi tìm con trai mình, thậm chí là không thể gặp mặt nó. Cho nên việc duy nhất bà có thể làm chính là tự mình cầu phúc cho con trai. Nếu Lạc Tú nói những chuyện khác thì còn được, nhưng những lời này lại khiến cho Thẩm Nguyệt Lan hoàn toàn mất hứng. Nhìn thấy Thẩm Nguyệt Lan mất hứng, Lạc Tú không nói thêm gì. Chuỗi Phật châu kia có vấn đề rất lớn, nếu Thẩm Nguyệt Lan cứ mang theo trên người, sợ là chẳng bao lâu nữa sẽ gặp chuyện không may. Bởi vì theo như Lạc Tú thấy, bên trong chuỗi Phật châu kia, trong mỗi một viên Phật châu đều chứa một tử anh. Hiển nhiên đó là một tà vật, nhưng lại hấp thu số mệnh và sinh lực của Thẩm Nguyệt Lan hiện tại đã sắp hấp thụ đến bão hòa rồi cách lúc gặp chuyện không may cũng không còn xa nữa nhưng anh và thẩm nguyệt lan chỉ là bèo nước gặp nhau với tính tình của anh sẽ không xen vào chuyện của người khác nhắc nhở đối phương là đủ rồi nếu đối phương không nghe vậy anh cũng không nói thêm gì thẩm nguyệt lan hiển nhiên không vui nên trực tiếp phụng phịu rời đi mà lạc tú thì nhìn danh thiếp trong tay họ thẩm đây hiển nhiên là một dòng họ khiến lạc tú không vui Lạc Tú lạnh lùng tiện tay ném đi, tấm danh thiếp kia trực tiếp làm một đường cong xinh đẹp trong không trung, sau đó bay vào thùng rác. Lạc Tú quay lại hiện trường hôn lễ. MC chương trình đã chủ trì hôn lễ gần xong, lúc này cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Không chỉ là hiện tại, buổi tối khách sạn còn có thể cung cấp một vài chương trình biểu diễn. Dù sao cũng tốn mấy trăm vạn mà, đương nhiên phục vụ vô cùng chu đáo. Trong bữa tiệc, cô dâu chú rể đi kính rượu. Lạc Tú lấy trà thay rượu, sau đó nói chuyện rất vui vẻ. Trần Thiến lại bày tỏ lòng biết ơn cùng cảm kích đối với Lạc Tú. Cảm ơn cậu, Lạc Tú. Trần Thiến vừa lau nước mắt, vừa nói lời cảm ơn. Vào lúc cô ấy bất lực nhất, là Lạc Tú trượng nghĩa ra tay giúp cô ấy, ân tình này, cô ấy sẽ nhớ kỹ cả đời. Những kẻ gọi là bạn học kia, luôn mồm nói đến tình nghĩa bạn bè, nhưng chẳng có ai thật sự giúp cô ấy như Lạc Tú nếu đời này không thể báo đáp cậu thì đến kiếp sau tôi cũng sẽ báo đáp cậu. Trần Thiến đứng bên vừa khóc vừa nói. Đừng khóc, làm nghe lớp trang điểm sẽ rất xấu đấy. Ân nhân, thật đó, chúng tôi thật sự rất cảm kích cậu. Cha mẹ nhà trai cũng được mời tới, lúc này còn muốn dập đầu với Lạc Tú. Ấy, không được, không được, Lạc Tú vội vàng đỡ hai ông bà dậy. Lạc Tú, không ổn rồi, dưới lầu có người gây chuyện, muốn đập xe của cậu bỗng nhiên đằng xa truyền đến một giọng nói lo lắng. Lạc Tú nhíu mày, đập xe của anh. Chỉ thấy trên mặt Lưu Văn Vĩ để lộ sự châm chọc và khinh thường. Mà Chu Tiểu Quân thì cũng cười khẩy nhìn Lạc Tú, đấu với ông sao? Cậu còn kém xa. Ông thật muốn nhìn xem, tại cái đất thanh thủy này, tại địa bàn của ông mà chẳng lẽ hôm nay lại không xử lý được cậu à? Lạc Tú cũng không muốn nghĩ nhiều. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 236, cứ việc đập. Chủ tịch có muốn ra tay không? Một người ăn mặc như đội trưởng đội bảo vệ nghiêm túc đứng ở bên cạnh Thẩm Nguyệt Lan, cùng Thẩm Nguyệt Lan nhìn xuống dưới lầu. Thẩm Nguyệt Lan do dự một hồi, bởi vì những lời vừa rồi Lạc Tú nói khiến bà rất phản cảm. Nhưng Thẩm Nguyệt Lan bỗng nhiên lại mỉm cười, mình bị sao vậy? Sao lại còn chấp nhặt tức giận với một đứa trẻ? Vì thế Thẩm Nguyệt Lan lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại Cục trưởng Trương, ngài giúp tôi cử đến đây mấy người, bên tôi xảy ra chút chuyện. Thẩm Nguyệt Lan mở miệng, hơn nữa còn trực tiếp gọi cho Cục trưởng Cục Cảnh sát. Được, ngài phái người qua bên đây, chúng tôi có bảo vệ, có thể giữ chân bọn họ một lát. Nói xong Thẩm Nguyệt Lan cùng đội trưởng đội bảo vệ xuống lầu. Trái lại lúc này tên cầm đầu đám du côn nhìn Lạc Tú, sau đó đánh giá Lạc Tú trên dưới một lượt. May chính là Lạc Tú, tên cầm đầu tỏ vẻ hung dữ mở miệng nói, trong lời nói tràn ngập khiêu khích. Có chuyện gì không? Lạc Tú nhíu mày. Không có gì, chiếc Bugatti này là của mày đúng không? Tao chỉ là thấy chiếc xe này không vừa mắt, cho nên muốn đập nó thôi. Tên du côn kia nói xong thì đạp một cước lên thân xe. Xe tốt thế này, thật đáng tiếc. Tên du côn kia cười, những người khác cũng cười theo. Đúng là đáng tiếc, Lạc Tú cũng thở dài một tiếng. Mấy người muốn làm gì? mấy người còn như vậy là tôi sẽ báo cảnh sát đó trần thiến lo lắng mở miệng nói báo cảnh sát có dũng khí thì cô báo cảnh sát tôi xem tên cầm đầu đám du côn cầm đao đe dọa nơi này là thành phố thanh thủy nhà mấy người đều ở đây nói chuyện tốt nhất cẩn thận chút tên cầm đầu đám du côn hung dữ uy hiếp ý chính là dám báo cảnh sát sau này nhất định sẽ đến nhà cô gây chuyện trần thiến bị uy hiếp quả thật có chút sợ nhưng lại không muốn xe của lạc tú cứ thế bị đập trần thiến lấy thêm dũng khí đang chuẩn bị nói chuyện lại bị lạc tú ngăn cản sau đó anh lắc đầu với cô ấy ý bảo không cần mở miệng nói chuyện nhưng mà không sao lạc tú cười giảo hoạt chủ tịch có muốn ra tay với bọn họ không đội trưởng đội bảo vệ hỏi đợi một chút hiện tại tôi muốn nhìn thử xem cậu ấy sẽ xử lý thế nào mà ở bên kia, cuối cùng cũng có người nhận ra tên cầm đầu đám du côn. Chu Tiểu Quân, anh ta không phải có quen với cậu sao? Hay là cậu đi thương lượng vài câu với anh ta đi." Có người mở miệng nói. "Đúng thế, Chu Tiểu Quân, tất cả mọi người đều là bạn bè, gặp phải loại chuyện này, cậu giúp người ta chút đi." Cậu quen biết tên cầm đầu đám du côn kia mà, bọn họ nhất định sẽ nể mặt cậu." Lớp trưởng Chu Y Tuệ cũng mở miệng khuyên. "Hừ." nói giúp cậu ta yêu chu tiểu quân cười khẩy một tiếng những người này chính là do tôi gọi tới đó sao tôi phải nói giúp cậu ta lúc này chu tiểu quân đứng ra mở miệng nói trên mặt mang theo ba phần cười khẩy cùng bảy phần đắc ý thế nào lạc tú ông đây chính là muốn dạy dỗ cậu đó cậu có thể làm gì nơi này là thanh thủy cậu ở đây mà lại dám đắc tội với tôi ư chu tiểu quân cậu đừng quá đáng chu y tuệ tức giận trực tiếp quát lớn. Hừ, quá đáng. Tôi quá đáng thì sao nào? Nơi này là Thanh Thủy, tên họ Lạc này dám chạy tới nơi này thể hiện, nghĩ gì vậy? Chu Tiểu Quân trực tiếp đi đến đứng cùng một chỗ với đám lưu manh kia. Chu Tiểu Quân, tốt xấu gì mọi người cũng là bạn bè, cậu làm như vậy quả thật rất quá đáng. Chu Y Tuệ mở miệng lần nữa. Bạn bè? Bạn bè thì sao? Tôi không vừa mắt cậu ta, muốn cho cậu ta một bài học đó. Chu Tiểu Quân vô cùng hung hăng mở miệng. "Xe này đúng là không tệ nha." Chu Tiểu Quân sờ soạng thân xe Bugatti một hồi. "Muốn giữ xe cũng được. Cậu xin lỗi tôi. Xin lỗi thì tôi có thể không đập xe." Chu Tiểu Quân hung ác nói. "Tôi nói chứ rốt cuộc mấy người có đập hay không hả? Tôi chờ lâu lắm rồi đó." Lạc Tú không kiên nhẫn nói. Lạc Tú vừa dứt lời, nhất thời khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nhưng mọi người nhanh chóng hiểu ra Lạc Tú là đang nói mát, cố ý chọc giận nhóm người Chu tiểu quân này. Ô, giỏi lắm, không hổ là kẻ có tiền, chiếc xe hơn 20 triệu cũng không đau lòng. Tôi nhắc nhở cậu một câu, cậu muốn bọn tôi đập xe sau đó bồi thường tiền ư. Nghĩ nhiều rồi, chúng tôi đập thì cứ đập thôi, chỉ cần là ở thành phố Thanh Thủy này thì ai dám bắt tôi đền tiền chứ. Tôi nói chứ, con mẹ nó có đập không? Không đập thì tôi đập, Lạc Tú bỗng nhiên mất kiên nhẫn mắng một câu tất cả mọi người lại được phen á khẩu. Không phải chứ, đại ca à, đó là xe của cậu mà. Thái độ này của cậu rõ ràng không đúng. Hơn nữa đó là siêu xe, là xe sang đó. Cậu đang thách tôi ư, Chu Tiểu Quân hiển nhiên đã hiểu sai. Mẹ nó tưởng tôi không dám đúng không? Chu Tiểu Quân cảm thấy mình bị người ta xem thường, hoàn toàn bị chọc giận. Vậy cậu đập đi, đừng gọi người đến lại không ra tay. Lạc Tú mất kiên nhẫn nói. Càn nhằn cả nửa ngày trời rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, Vạn Hồng Uy đã sắp tới, anh còn đang chờ xem kịch vui đó. Được thôi, mẹ nó, mày đừng có hối hận, Chu Tiểu Quân hoàn toàn phẫn nộ. Anh ta túm lấy một ống tuyết, trực tiếp đánh vào gương chiếu hậu của Bugatti. Chỉ hai lần đã đánh nát gương chiếu hậu. Đập, đập cho ông mày, Chu Tiểu Quân vung gậy này xong thì những người khác cũng vung theo. Choang, dầm dầm dầm, nhất thời rất nhiều người thấy mà hết hồn, đó là chiếc xe thể thao hơn 20 triệu đó. Chỉ có thẩm Nguyệt Lan là cao mày đứng đó thì thao lầm bẩm. Có điều bất thường, bên trong này nhất định có điều khó hiểu. thẩm Nguyệt Lan có được sự hiểu biết cùng tầm nhìn mà người thường không thể so sánh. Lúc này chỉ có bà nhìn ra điều không thích hợp. Ra sức vào, mạnh lên. Đúng, ra sức mà đập, lạc tú ở bên vừa nhìn vừa nói. Nhất thời lại khiến một đám người xem ngây ngẩn chẳng lẽ lạc tú còn có chiêu sau ư? Thế chắc chỉ có báo cảnh sát, sau đó bắt nhóm người đền tiền thôi. Nhưng nơi này là thành phố Thanh Thủy, nếu Chu Tiểu Quân đã dám gọi người tới đập xe, thì đã nắm chắc có thể xử lý đám cảnh sát. Lưu Văn Vĩ cười khẩy một tiếng. Đần độn, có giết chết cậu rồi báo cảnh sát cũng vô dụng, tôi chờ đến lúc đó xem, không nhận được tiền bồi thường thì cậu còn bình tĩnh được thế không? Mà vu xa xa lúc này cũng lắc đầu. Lạc Tú cũng thật là, 2. Chương 237, không thể trêu vào Lạc Tú vừa dứt lời. Lưu Văn Vĩ suýt chút nữa tức nôn ra cả búng máu. Những người khác thì như sắp rớt cả trong mắt, há hốc mồm. Không phải xe của cậu ư? Chu Tiểu Quân còn đang tức giận đập xe bỗng chốc kinh ngạc. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói đây là xe tôi mà. Lạc Tú giang tay. Cho nên cậu muốn đập thì cứ đập đi, cằn nhằn với tôi lâu thế làm gì. Cậu có thể tùy ý mà đập, ra sức mà đập đập cho đã ghiền vào cứ việc đập đừng khách khí với tôi lạc tú nở nụ cười cười đặc biệt vui sướng không phúc hậu bởi vì chủ xe đến rồi thế xe này của ai chu tiểu quân bỗng nhiên có một loại dự cảm chẳng lành thế xe này của ai lạc tú chỉ vào xe bên kia có một chiếc audi dừng lại sau đó vạn hồng uy đi xuống tuy vạn hồng uy lấy làm lạ là tại sao lại có nhiều người vây quanh như vậy nhưng vẫn mở miệng nói. Lạc ra, tôi mang phí đi đường đến cho anh rồi, anh xem xe của tôi, xe, hửm. Thật ra Vạn Hồng Uy rất để ý đến chiếc xe kia của mình, anh ta mới lấy tới tay còn chưa đến một tuần đâu. Ai ngờ lần đầu tiên lái đi lại va phải Lạc Tú. Anh ta đã chuẩn bị 30 triệu cho Lạc Tú, đó là phí đi đường, anh ta nhất định phải đưa. Nhưng chiếc xe kia nếu có thể lấy lại thì vẫn muốn lấy lại dù sao sau khi chiếc xe kia tới tay cũng phải mất tổng cộng hơn 28 triệu, đó cũng là tiền mà, anh ta cũng biết đau lòng chứ. Nhưng lúc này, anh ta lại thấy chiếc xe mình yêu lại thảm đến không nỡ nhìn. Hừm, ai khiến nó như vậy? Tôi cũng không biết, tôi chỉ dừng ở nơi này, tính định chờ anh đến lái đi, kết quả đám người này chạy tới nói nhìn xe này không vừa mắt, muốn đập nó. Lạc Tú cười như không cười nhìn Chu Tiểu Quân. Lúc này, Chu Tiểu Quân đã bị dọa cho trắng cả mặt. Ở đây ngoài một số người cá biệt ra thì những người khác hầu như đều biết Vạn Hồng Uy. Dù sao đại ca của đại ca tại thành phố Thanh Thủy, chơi hết cả hai giới hắc bạch, đa số cây tivi và quán bar ở thành phố Thanh Thủy đều do anh ta quản. Anh Uy, xe này là của anh sao? Chu tiểu quân sợ tới mức bắp chân mềm nhũn. Xe là cậu đập A. Vạn Hồng Uy không nói gì khác, chỉ hỏi một câu. Chu tiểu quân trực tiếp sợ tới mức ngã khụy trên đất. Ông mày hỏi lại một lần nữa, xe này có phải cậu đập không vạn hồng uy không dám nổi giận với lạc tú cũng không dám ngang ngược trước mặt lạc tú nhưng với chu tiểu quân thì anh ta vẫn dám anh uy anh nghe em giải thích em tưởng xe này giải thích cái con mẹ mày vạn hồng uy đi lên phủi tay cho chu tiểu quân một cái tát sau đó lại đạp mạnh mấy cước mấy người còn chờ cái gì gọi người gọi người cho ông thật là làm phản rồi ở thành phố Thanh Thủy này mà lại dám đập xe của ông mày, mụ nội mày to gan nhỉ. Vạn Hồng Uy đi lên đá liền mấy cước vào mặt Chu Tiểu Quân. Nhất thời trên mặt Chu Tiểu Quân giàn rụa máu tươi. Hiện tại anh ta hối hận rồi, anh ta đã gây họa lớn. Người khác có thể không cần bồi thường, nhưng Vạn Hồng Uy này, anh ta dám không bồi thường sao? Nhà anh ta cũng ở thành phố Thanh Thủy đó. Anh ta không dám chạy, có chạy cũng không được vạn hồng uy không phải loại du côn tầm thường như anh ta đây là sự tồn tại không thể trêu vào nhà anh ta cũng coi như có tiền tài sản mấy trăm vạn vẫn có nhưng mấy trăm vạn là có thể đền nổi sao đập cũng đập thành cái dạng này rồi vạn hồng uy còn không bắt anh ta mua xe mới sao hiện tại có bán nhà bán cửa anh ta cũng không đền nổi những người khác đều ngẩn cả ra không dám thốt lên một tiếng chỉ riêng lạc tú thì cười tít mắt vẫn đứng chơi không coi ai ra gì. Ngoài ra còn một người nữa, đó chính là Thẩm Nguyệt Lan, bà cũng bị cảnh này làm cho bật cười. Đi thôi, chắc không còn việc gì nữa." Thẩm Nguyệt Lan xoay người, không nhịn được cười nói. "Ai, đây là đứa trẻ nhà ai vậy? Nhây quá, cũng thất đức quá, nếu là nhà tôi, tôi nhất định sẽ một gậy đánh chết luôn. Có điều rất hả dạ, rất tổn thương người ta đấy." Thẩm Nguyệt Lan không nhịn được lại muốn bật cười rồi. Lúc này cuối cùng những người khác mới phản ứng kịp, khó trách vừa mới lạc tú lại cứ hô người ta đập. Thế này cũng ác quá nhỉ. Xem ra chu tiểu quân hoàn toàn bị gài bẫy rồi. Nhưng chuyện này cũng không trách được lạc tú. Hoàn toàn là tại chu tiểu quân tự làm tự chịu. Ngẫm lại vừa mới rồi chu tiểu quân còn không ai bị nổi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị dậy dỗ cho không khác gì một con chó. Cuối cùng Lưu Văn Vĩ vẫn không nhìn nổi nữa. Vừa đúng lúc này có thể nhảy ra cướp sự chú ý, để cho tất cả mọi người biết, anh ta mới là người thật sự có lai lịch không nhỏ. Vạn Hồng Uy, chuyện này anh nể mặt tôi chút đi. Lưu Văn Vĩ đứng ra mở miệng nói. Nể mặt cậu yêu, Vạn Hồng Uy cười khẩy một tiếng, đang định mở miệng nói chuyện bỗng nhiên sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì Lưu Văn Vĩ bỗng nhiên lấy ra một tấm bài gỗ màu đen. Tấm gỗ được điêu khắc khéo léo tỉ mỉ mang đậm phong cách cổ xưa, mà quan trọng nhất là bên trên có khắc một chữ thạch miêu tộc ở tương tây có năm thế gia vọng tộc ngô long liêu thạch ma thế nào nhà họ thạch ở kiền thành mà cũng không nể sao lưu văn vĩ hử lạnh một tiếng cậu là người nhà họ thạch ở kiền thành yêu vạn hồng uy lập tức ngẩn ra hiển nhiên vạn hồng uy cực kỳ kiêng kỵ nhà họ thạch ở kiền thành bởi vì đó không phải gia tộc mà người bình thường như bọn họ có thể đắc tội đó là thế gia phu cổ của tộc phu cổ rất khiêm tốn nhưng tuyệt đối không thể trêu vào nhìn vạn hồng uy thế này là sợ rồi mà lưu văn vĩ thì ngạo nghễ gửi lạnh một tiếng anh có nể mặt không thì bảo bỗng lúc này có một giọng nói ngắt lời lưu văn vĩ vạn hồng uy hiện tại là xã hội nói lý là một xã hội pháp trị ai đập xe của anh nên bồi thường thế nào thì nhất định phải bồi thường thế ấy lạc tú cười khẩy một tiếng hiện giờ hôn lễ đã kết thúc hiển nhiên lạc tú cũng không muốn nhịn nữa Chương 238, Huyết tẩy xin lỗi Lưu Văn Vĩ. Lạc Tú, cậu ấy thật sự là người mà cậu không thể trêu vào. Vu Sa Sa thở dài một tiếng. Có lẽ cậu quen được lão đại thành phố Thanh Thủy, có lẽ cậu có rất nhiều tiền. Nhưng mà, Lưu Văn Vĩ thật sự không phải là người mà người bình thường có thể trêu vào. Vu Sa Sa đã tận mắt chứng thủ đoạn khủng bố và thần kỳ của Lưu Văn Vĩ, gần như có thể nói là không thể dùng khoa học và lẽ thường để suy đoán đây cũng là nguyên nhân vì sao vô xa xa lựa chọn lưu văn vĩ bởi vì so sánh giữa lạc tú và lưu văn vĩ đây quả thực là một trời một vực thậm chí có thể nói là không tài nào so sánh nhưng lạc tú lại chỉ cười khẩy một tiếng trên mặt mang theo vẻ khinh thường muốn tôi nhận lỗi với cậu ta cậu tốt nhất đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt bây giờ cậu thật sự muốn kết thù này với tôi sao lưu văn vĩ hung dữ nói trong mắt hiện lên sát khí anh ta không ngại trực tiếp ra tay cho tên nhóc này một bài học nhớ đời nếu như cậu không rõ uy danh của nhà họ thạch tại kiền thành thì có thể hỏi vạn hồng uy những người khác nghe đến nhà họ thạch thì cũng thi nhau thay đổi sắc mặt nhà họ thạch tại kiền thành không bằng nói là nhà họ thạch tại tương tây trong năm thế gia vọng tộc ngô long liêu ma thật sự đã xuống dốc hiện giờ chỉ còn lại có một vài người bình thường hoặc là nói có một số người đã vượt qua người bình thường Hiện giờ cả tương Tây, ngoài dòng họ đuổi thi còn chưa hoàn toàn đi xuống, cũng chỉ còn lại có mỗi nhà họ thạch độc đại thôi. Đó là gia tộc phu cổ thật sự, truyền thừa chính thống từ lâu đời, chọn bừa ra một thảo quỷ bà cũng khiến anh không chịu nổi. Có vài lời đồn còn khoa trương hơn, người tới nơi này du lịch không được nói chuyện cùng người xa lạ, nếu không sẽ bị hạ cổ. Một khi trúng cổ, vậy thì anh xong đời rồi. Có thể thấy người đời kiêng kỵ bọn họ thế nào? dù sao vô cổ từ bao đời nay vẫn luôn rất thần bí. Mà mọi người ở đây sau khi biết Lưu Văn Vĩ là người nhà họ Thạch thì đều không khỏi sợ hãi, kiêng kỵ Lưu Văn Vĩ. Nhưng vẫn có mấy bạn học dũng cảm đứng ra khuyên can. Tất cả mọi người bớt tranh cãi đi, có nói gì thì cũng là bạn bè, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy. Ngày sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn gặp, thế này thật sự không ổn đâu. Lúc này Lưu Văn Vĩ ngẫm lại cũng phải, anh ta không phải nể tình nghĩa bạn bè, mà là không muốn bại lộ thực lực của mình. Dù sao hiện tại cũng là giữa ban ngày ban mặt, cho nên anh ta hừ lạnh một tiếng. "Thôi, hôm nay tôi tạm tha cho cậu một mạng, sau này cậu tốt nhất đừng để tôi gặp được cậu." Sau đó anh ta kéo vô xa xa định rời đi. "Đứng lại, tôi có nói cho cậu đi sao?" Bỗng nhiên giọng nói lạnh lùng của Lạc Tú vang lên. "Cậu muốn tìm cái chết à?" Lưu Văn Vĩ hoàn toàn nổi giận, anh ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm lạc tú trong mắt mang theo lửa giận hừng hực anh ta đã quyết định bỏ qua cho lạc tú rồi không nghĩ tới lạc tú cứ không biết điều lạc tú vu xa xa trách cứ một câu người ta đã bỏ qua cho cậu rồi sao cậu lại còn được đằng chân lân đằng đầu thế thật muốn lưu văn vĩ ra tay sau đó vứt luôn cái mạng nhỏ thì mới hài lòng sao vu xa xa không ngừng lắc đầu lạc tú thật sự rất không hiểu chuyện cũng rất không có chừng mực các bạn học khác nhìn thấy cảnh tượng này cũng trợn tròn mắt. Vừa rồi Lưu Văn Vĩ rõ ràng đã định đi rồi, sao Lạc Tú còn muốn trêu chọc Lưu Văn Vĩ nữa? Đây không phải là ông cụ thất cổ, ngại sống quá lâu sao? Không nói đến Lưu Văn Vĩ có biết thuật vô cổ hay không, chỉ riêng nhà họ Thạch đã không phải chỗ mà bọn họ có thể trêu vào rồi. Đây không phải là thứ mà người có tiền có thể chọc được. Rất nhiều bạn học đứng xem náo nhiệt không khỏi cười khẩy mà đám người trần thiến và lớp trưởng chu y tuệ lại lo lắng nhìn lạc tú nói xin lỗi tôi thì tôi sẽ cho cậu đi lạc tú cũng không để ý những người khác nghĩ thế nào ngược lại chỉ lạnh nhạt nói một câu giỏi giỏi lắm ông đây vẫn là lần đầu gặp được kẻ điên khùng như vậy lưu văn vĩ giận quá hóa cười đang đứng trên đất tương tây mà một kẻ từ nơi khác đến lại dám ngang nhiên điên cuồng trước mặt anh ta như vậy cậu thật muốn chết mà đã vậy ông đây sẽ thành toàn cho cậu Lưu Văn Vĩ vừa dứt lời, từ trong bộ âu phục kia chui ra một con rắn hoa màu sắc sặc sỡ. Con rắn kia không lớn, chỉ to bằng ngón tay, nhưng nó lại rất lạ thường, nó nhanh chóng chui ra khỏi tay áo của Lưu Văn Vĩ, sau đó quấn quanh tay phải anh ta. Từng vòng từng vòng bao phủ hết cánh tay phải của Lưu Văn Vĩ, cái đầu rắn thế mà còn cao hơn nửa thước, hơn nữa cái đuôi giấu trong ống tay còn chưa thỏ ra, cũng không biết sốt cuộc nó dài bao nhiêu. Đầu rắn hình tam giác không ngừng lè ra lưỡi rắn, phát ra những tiếng xì xì, nhất thời khiến tất cả mọi người ở đây phải lùi về sau một bước. Sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Thứ đồ chơi màu sắc rực rỡ này vừa nhìn là biết chứa kịch độc, hơn nữa Lưu Văn Vĩ còn là người nhà họ Thạch của dòng tộc Vu cổ, chỉ cần người có kiến thức một chút là biết, đây là một con cổ trùng. Người bình thường tốt nhất đừng nên để bị cắn, nếu không chỉ sợ nửa đời sau sẽ phải trải qua trên giường. Thứ đồ chơi này quả thật là một con cổ trùng là bảo bối lưu văn vĩ bồi dưỡng đã nhiều năm. Nếu không phải hôm nay chọc giận anh ta, anh ta sẽ không để người khác biết, dù sao trên người lúc nào cũng giấu một con rắn, cho dù mọi người không dám nói gì thì cũng âm thầm nhìn anh ta bằng ánh mắt khác thường. Con rắn này đã đi theo anh ta được 5 năm, cũng không biết trong lúc dưỡng cổ nó đã cắn nuốt bao nhiêu thứ độc hại, hiện tại không chỉ có độc tính kịch liệt mà còn có cả linh tính. Có thể nuôi cổ trùng ra linh tính, đó là điều cực khó chỉ là một người bình thường mà dám chọc vào ông cậu đúng là muốn chết lưu văn vĩ giơ cánh tay lên cười khẩy một tiếng sau đó anh ta vung tay thoáng chốc con rắn kia liền bay ra ngoài tốc độ cực nhanh dù sao mọi người cũng từng thấy tốc độ của rắn rồi nó tuyệt đối nhanh hơn tốc độ của người rất nhiều người thậm chí còn chưa kịp kinh hô nhưng cho dù rắn đã rời khỏi tay thì lạc tú vẫn không thèm động đậy tí nào bởi vì có người đã ra tay trước một luồng sáng vàng bay tới, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó một cái đầu rắn rơi bộp xuống đất. Mà thân rắn lúc này cũng đang không ngừng vặn vẹo, run rẩy. Ai? Con mẹ nó là ai dám đả thương cổ trùng của tao? Lưu Văn Vĩ nổi trận lôi đình. chương 239, nước đục. Tại tương Tây, nếu muốn nhắc đến nhà nào có thể ngang địa vị với nhà họ Thạch, vậy cũng chỉ có dòng tộc đuổi thi A phổ thôi. Đừng nói là cậu, cho dù có là Vu Vư Vương Thạch Tứ Quỷ đến đây cũng không dám nói những lời đó ở trước mặt tôi. A Phổ Tử Khôi lạnh lùng mở miệng nói. Mà A Phổ Tử Khôi vừa xuất hiện, nhất thời khiến Lưu Văn Vĩ ngẩn cả người, cũng không nhịn được lui về sau vài bước. A Phổ Tử Khôi thì anh ta vẫn biết, đó là người đứng đầu dòng họ Đổi thi hiện giờ. Luận địa vị và thân phận, đây là nhân vật có cấp bậc ngang với Vu Vư Vương của nhà họ Thạch. Lưu Văn Vĩ anh ta chỉ là một đệ tử khác họ của nhà họ Thạch thôi nào dám đắc tội với A Phổ Tử Khôi. Lưu Văn Vĩ vốn còn cảm thấy lạc tú này chỉ là một người bình thường, mình có thể mặc sức bắt nạt, nhưng không nghĩ tới lại dẫn đến xích mích với A Phổ Tử Khôi. Xin lỗi lạc ra cho tôi, A Phổ Tử Khôi lạnh lùng mở miệng. Tôi, bốp, A Phổ Tử Khôi giáng xuống một bạt tay. Xin lỗi lạc ra, A Phổ Tử Khôi quát. Tình huống trở nên có hơi xấu hổ rồi. Vừa rồi Lưu Văn Vĩ vẫn còn cao ngạo, Giáng vẻ hôm nay không dạy cho Lạc Tú bài học thì không được, lúc này lại bị người ta tát cho như tát cháu trai. A à, Phổ Tử Khôi đánh anh ta, anh ta thật sự không dám oán trách lấy một câu. Ngôn tình hay. Xin lỗi. A à, Phổ Tử Khôi tiến lên nhéo lấy hai tai Lưu Văn Vĩ khiến mặt Lưu Văn Vĩ tím tái cả rồi. Không chỉ Lưu Văn Vĩ ngẩn ngơ mà đến những người khác cũng đều ngỡ ngàng. Tuy bọn họ không biết A à, Phổ Tử Khôi nhưng hiện giờ nhìn thấy lưu văn vĩ sợ như vậy cũng biết người phụ nữ này có lai lịch lớn rồi mà lưu văn vĩ càng nghĩ không ra chỉ muốn giải quyết một tên lạc tú sao lại phiền phức như vậy hiện giờ còn kéo cả người đứng đầu dòng họ đuổi thi đến có điều lưu văn vĩ cũng không dám nói thêm gì người tài không chịu thiệt trước mắt đối phương là người đứng đầu dòng họ đuổi thi hôm nay có giết anh ta anh ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo vâng tôi xin lỗi Lưu Văn Vĩ ôm mặt cúi đầu nói: "Xin lỗi sớm có phải đã không bị đánh rồi không?" Lạc Tú cười nói, nhưng sắc mặt Lạc Tú lại nhanh chóng trầm xuống. "Nhớ kỹ, không có lần sau." "Cút đi." A Phổ Tử khôi lạnh lùng mở miệng nói. "Nhớ cho rõ, hôm nay cậu nhặt về được một cái mạng đấy." A Phổ Tử khôi lại mở miệng nói. "Ý của cô ta là, hôm nay là Lạc Tú không ra tay, bằng không Lưu Văn Vĩ sợ là có đi mà không có về." nhưng hiển nhiên lưu văn vĩ đã hiểu nhầm tưởng rằng hôm nay a phổ tử khôi không muốn ra tay với anh ta thôi cho nên tuy lưu văn vĩ cúi đầu rời đi nhưng trong lòng vẫn không phục lạc tú chờ có cơ hội ông đây nhất định giết chết cậu lưu văn vĩ âm thầm nói trong lòng dù sao ở trong mắt anh ta lạc tú chỉ là người bình thường mà với bản lĩnh của anh ta một vài võ giả bình thường còn không phải là đối thủ của anh ta cho nên lưu văn vĩ vẫn muốn giết chết lạc tú ngài tới đây sao không báo trước với tôi một tiếng a phổ tử khôi cười nói có thể vinh hạnh được mời ngài một ly cà phê không a phổ tử khôi mở miệng nói cô cũng uống cà phê à lạc tú có chút kinh ngạc rất khó để hình dung người đuổi thi như a phổ tử khôi với hai chữ cà phê a phổ tử khôi trợn trắng mắt nhìn lạc tú một cái trong một tiệm cà phê trong tay a phổ tử khôi ôm một ly cà phê nếu không phải trên người a phổ tử khôi vẫn luôn mang theo một loại hơi thở âm u lạnh lẽo thì cô ta cũng được coi là một người đẹp vẹn toàn thậm chí còn là một người đẹp đô thị lạc ra ngài tới là vì huyết thi vương đúng không a phổ tử khôi cũng không khách khí với lạc tú trực tiếp nói ra mục đích của anh lạc tú không cố ý giấu diếm trực tiếp gật đầu nếu ngài đã tới tôi cảm thấy chuyện thi vương này coi như đã định rồi a phổ tử khôi cười nói dù sao cảnh tượng ngày ấy lạc tú tự tay chém thi vương đến giờ vẫn còn như mới trong ký ức của cô ta thiếu niên tông sư vang danh hoa đông nói vậy chính là lạc gia đúng không a à, phổ tử khôi đương nhiên cũng có nghe nói đến chuyện này lạc tú không phủ nhận ai lời đồn quả nhiên không đáng tin thực lực của lạc gia đâu phải một thiếu niên tông sư có thể sánh bằng a à, phổ tử khôi cười nhấc một ngụm cà phê nói cho tôi nghe chút tình hình của thi vương đi nếu đổi thành những người khác nói chuyện như vậy với a phổ tử khôi a phổ tử khôi chắc chắn sẽ không thèm để ý đến nhưng lạc tú lại khác tính ra cái mạng này của cô ta cũng là do lạc tú cứu chuyện này quả thật rất phức tạp người liên lụy trong đó không chỉ đơn giản là một thi vương a phổ tử khôi thở dài một tiếng không biết lạc gia có biết tập đoàn thiên dược không a phổ tử khôi đột nhiên hỏi tập đoàn thiên dược lạc tú quả thật chưa từng nghe nói là tập đoàn trong tay một vị thái tử của gia tộc lớn nào đó tại Yên Kinh, coi như đứng trong top 5 các tập đoàn lớn trong nước. A phổ tử khôi giới thiệu nói. Chuyện này thì có liên quan gì đến thi vương? Lạc tú nhíu mày nói. Người đứng sau nhà họ thạch và tập đoàn thiên dược có vô số liên quan. Mà thi vương thì chính là do nhà họ thạch thả ra. A phổ tử khôi lắc đầu. Oán khí của thi vương kia rất nặng, vốn vẫn luôn bị các thế hệ người đuổi thi chân áp nhưng vừa đến nghi thức tiếp nối thế hệ của tôi với mẹ tôi thì lại xảy ra vấn đề song tộc của chúng tôi cực kỳ chú trọng một vài nghi thức nghi thức tối hôm đó chúng tôi nhất thời lơ là miệng giếng chấn áp thi vương kia bỗng nhiên bị người ta đào thông trộm mất thi vương chờ chúng tôi tìm được chân tướng cha ra là người nhà họ thạch động tay động chân thì thi vương cũng đã bị người ta luyện thành huyết thi rồi có điều chắc bọn họ cũng xem thường thi vương kia quá nghe nói vu vương thạch tứ quỷ cũng thiếu chút nữa bị thi vương cắn chết sau đó thi vương bỏ chạy rồi. Ở hải đông bên kia, bởi vì lạc gia anh chấn giữ, cho nên thi vương mới chạy trở về. Chờ đến lúc tôi tra ra được tung tích của nó thì mấy chục mạng người của điền gia trại đã trúng thi độc, toàn bộ đều biến thành cương thi, chuyện này chúng tôi không có cách nào xử lý, đến cuối cùng chỉ có thể báo cảnh sát. A à, phổ tử khôi cười khổ. Sau cùng thì chính là quân đội ra tay. Thật ra chuyện rất đơn giản, chứ không hề phức tạp. Hiện tại thi vương đâu? lạc tú hỏi điền gia trại đã bị cách ly tạm thời không có vấn đề gì lại không thấy đâu nữa thi vương kia đã có linh khí đã biết được cái gọi là gặp dữ hóa lành nhưng có thể khẳng định là vẫn đang ở tương tây a à, phổ tử khôi đáp lạc tú nhướng mày muốn bắt được thi vương này sợ là phải tốn công sức rồi trái lại người nhà họ thạch lần này tốn không ít công sức mời không ít người tới hỗ trợ ngay cả thế gia phù văn nhà họ lục cũng mời tới lại còn mời cả một vị tông sư xuyên Tây nữa. Nghe nói, bọn họ cũng định mời Lạc ra. A à, phổ tử khôi cười như không cười nhìn Lạc Tú. Lần này nhà họ thạch quả thật không tiếc bỏ cả vốn gốc để mời người. Chỉ là, bọn họ không biết, Lạc ra đã. chương 240, thì độc. A à, phổ tử khôi thấy Lạc Tú đồng ý, nhất thời có chút khó hiểu. Bởi vì nếu thật sự muốn ra tay thì chuyện này đã không còn gì đáng lo ngại. Người khác không biết, nhưng A Phổ Tử Khôi lại biết, uy danh của thiếu niên tông sư Lạc Vô Cực này đến người nhà họ Thạch cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bởi vì có lời đồn vài năm trước Vu Vương và Phong Thiên Lôi đã giao thủ. Nhưng thắng bại cực kỳ rõ ràng, Vu Vương chật vật quay về. "Cô thấy sao?" Lạc Tú cười nói. Sau đó Lạc Tú lấy ra một cuốn sổ màu đỏ để ở trước mặt A Phổ Tử Khôi. "Anh là người quân đội ư?" A Phổ Tử Khôi lập tức ngẩn ngơ. "Tôi sẽ bắt thi vương" nhưng tôi sẽ không giao thi vương cho nhà họ thạch. Lạc Tú mỉm cười. Thấy thế A à phổ tử khôi bỗng cười phá lên. Tôi ngược lại cực kỳ chờ mong, sau khi nhà họ thạch cho anh 500 triệu lại phát hiện anh bội ước, bọn họ có dám xuống tay với anh hay không? Cho dù Lạc Tú có bội ước thì nhà họ thạch cũng không dám ra tay. Dù sao hiện tại Lạc Tú vẫn có cái danh là người đứng đầu hoa đông. Hơn nữa chị e nhà họ thạch còn không biết anh đã ở tương Tây rồi. A à, phổ tử khôi lại lén cười nói. Lần này xem ra lạc tú là cố ý muốn lừa nhà họ thạch một vố. Lạc ra, hiện tại thi độc đã khuếch tán, bao gồm cả người nhà họ thạch cũng có người bị nhiễm rồi. Hơn nữa có vài thôn dân cũng bị nhiễm, tuy không đến mức thi biến, nhưng chắc chắn sẽ có người phải chết. Thi vương chính là như vậy. Một khi xuất thế sẽ làm hại đến tính mạng con người. Đặc biệt vào thời cổ có một số thi vương lợi hại trực tiếp hóa thành hạn bạt vừa xuất thế đã khiến cho ngàn dặm khô cằn có thể ảnh hưởng đến mưa gió khiến cho nơi đó khô hạn không ngớt mùa màng thất thu khiến mấy chục vạn người chết điều này khiến cho lạc tú bỗng nhiên nhớ tới anh cần đến một vài chợ dược liệu gần đây mua ít dược liệu về rồi anh thì không ngại thi độc nhưng đám người trong huyết sát lại không thể không sợ thi độc thật ra là thứ rất khó nói cũng không phải cứ người chúng thi thì sẽ thi biến trực tiếp bị thi vương cắn nhưng lại không bị hút máu thì sẽ có khả năng thi biến thành cương thi đại đa số người chúng thi độc xong sẽ trực tiếp tử vong dù sao nếu ai cũng biến thành cương thi vậy thì thế giới này đã sớm kết thúc rồi nhưng thi độc quả thực rất phiền phức hơi không để ý là sẽ bị lây bệnh y như bệnh truyền nhiễm hơn nữa còn rất khó điều trị đặc biệt là chúng thi độc trên người thi vương lần trước a phổ tử khôi có thể dễ dàng ép độc ra đó là vì đã có chuẩn bị từ trước, nuôi dưỡng tốt một con cổ trùng. Hơn nữa lúc ấy nhìn dáng vẻ A Phổ tử khôi đau lòng thế kia là biết, có lẽ cổ trùng không hề dễ bồi dưỡng, điểm quan trọng nhất là thực lực bản thân A Phổ tử khôi cũng đủ mạnh. Nếu đổi thành những người khác, sợ là đã sớm bị thi độc hại chết rồi. Sau khi Hàn Huyên vài câu, Lạc Tú bèn trở về. Hôn lễ cũng đã kết thúc, chờ đến lúc Lạc Tú trở về chắc cũng tan cuộc rồi trái lại lúc này vạn hồng uy còn chưa rời đi vẫn đứng đó đợi lạc tú chuyện xe cộ đương nhiên giao cho cấp dưới đi làm dù gì vạn hồng uy anh ta cũng được coi là nhân vật có uy tín danh dự ở thành phố thanh thủy loại du côn như chu tiểu quân dám đập xe của anh ta thật sự là chán sống rồi hiện tại chu tiểu quân đã hối hận đến xanh cả ruột đáng tiếc không có cách nào vạn hồng uy đã sai người đưa chu tiểu quân đi bán nhà đền tiền rồi lúc này anh ta còn ở đây không đi là vì có việc muốn cầu Lạc Tú. Lạc ra, tôi có thể cầu xin ngài một chuyện không? Vạn Hồng Uy cũng không ngốc, đã nhìn ra chỗ bất phàm của Lạc Tú. Chuyện gì? Lạc Tú nhìn đại ca của thành phố Thanh Thủy trước mặt hỏi. Chú tôi là nhân vật đứng đầu tại thành phố Thanh Thủy, nhưng gần đây gặp phải một chút phiền toái, cho nên muốn xin Lạc ra hỗ trợ. Vạn Hồng Uy mở miệng nói. Phiền phức gì? Chắc là chúng ta rồi. Vạn Hồng Huy mở miệng có chút không xác định. Chúng ta thì tìm tôi làm gì? Lạc Tú nhíu mày. Lạc ra, tôi cả gan đoán, trên thực tế vị tộc trưởng A Phổ kia tôi cũng có biết, nhóm người bọn họ không tùy tiện giao tiếp với người ngoài. Vạn Hồng Huy mở miệng nói. Mặc dù ngài là quan trên, chỉ sợ cũng khó có thể khiến người như A Phổ tử khôi tôn kính, cho nên ngài nhất định là người cùng đạo với bọn họ. Vạn Hồng Uy cười nói. Đoán không sai, Lạc Tú cũng không phủ nhận. Vạn Hồng Uy lại mở miệng nói, "Cho nên tôi cả gan muốn xin ngài giúp việc này." Vạn Hồng Uy đưa ra một tấm thẻ. Trong tấm thẻ này có 30 triệu. Tính cả tiền đền phí đi đường cho Lạc Tú hôm nay, Vạn Hồng Uy đã bỏ ra hết thảy 60 triệu rồi. "Có khi có tiền cũng chưa chắc đã mời được tôi." Lạc Tú không nhận tấm thẻ kia. "Lạc ra, ngài tới bên này có mang theo quân đội đến, tôi đoán nhất định là có liên quan đến thi vương kia, ngài xem tuy ngài có địa vị ở trên cao, nhưng đến đây cũng cần có người phối hợp với ngài. Vạn Hồng Uy quả thật cực kỳ thông minh, đã nói ra được điểm mấu chốt của vấn đề. Quả thật là như vậy, Lạc Tú dẫn theo huyết sát tới bắt huyết thi, đúng là cần mượn một ít người ở thành phố Thanh Thủy bên này. Ví dụ như làm công tác sơ tán người dân, ví dụ như chuẩn bị chỗ cách ly, lại còn phải làm công tác giữ bí mật. Những chuyện này đều không thể thiếu sự ủng hộ của người đứng đầu thành phố Thanh Thủy. Nếu là chuyện khác, Lạc Tú sẽ trực tiếp quang minh chính đại mà đến là được, nhưng chuyện này lại liên quan đến một số cơ mật, không thể để dân chúng biết, nếu không sẽ dẫn tới khủng hoảng. Hơn nữa Lạc Tú thuộc bên quân đội, không có văn kiện liên quan thì thật đúng là không thể trực tiếp khiến người đứng đầu thành phố bên này nghe lệnh mình. Dù sao không phải ai cũng biết Lạc Tú Anh là ai. Ý của Vạn Hồng Uy cực kỳ rõ ràng, mọi người giúp đỡ nhau có qua có lại. Cũng coi như là cho nhau cái ân tình đến lúc đó lạc tú có làm lớn chuyện ở đây thì cũng coi như có người giúp đỡ được rồi dẫn tôi đi xem thử xem lạc tú không phải người không biết suy nghĩ hơn nữa anh còn có kế hoạch khác thi vương này khiến lạc tú cũng phải động lòng rồi nếu chỉ là một thi vương bình thường lạc tú có lẽ còn không có hứng thú nhưng thi vương này rõ ràng đã có linh trí lạc tú thật sự muốn sau khi bắt được nó sẽ hàng phục nó được tôi lập tức đi chuẩn bị xe vạn hồng huy nhanh chóng chạy xuống lầu chuyện này thật ra coi như là do anh ta tự chủ trương chứ chưa nói với chú anh ta anh ta muốn được nhanh chóng hợp tác như vậy chẳng phải đôi bên đều có lợi sao hơn nữa gần đây chú anh ta quả thật rất lạ thân thể xuất hiện vấn đề rất lớn đã đi tìm rất nhiều danh y tới kiểm tra cũng đến cả bệnh viện tốt nhất rồi nhưng tất cả đều bó tay chịu trói sau cùng thật sự không còn cách nào đành phải suy đoán theo chiều hướng khác nhưng anh ta lại không dám mời thế gia vô cổ ở miêu tộc, thật không muốn để bệnh còn chưa trị khỏi đã bị hạ thêm cổ độc vào người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 240.